Vạn cổ chí tôn, Lý Vân Tiêu. Tập 18. Hành Nguyên thở phào một hơi, trên mặt sợ tới mức tái nhợt không có chút máu. Trong mắt tức thì tràn đầy vẻ thương yêu không dứt, hiển nhiên khối thạch đầu màu trắng kia có lai lịch. Dĩ nhiên là tam sinh thạch. Lý Vân Tiêu cũng là cả kinh, mở to hai mắt, cuồng nộ nói. Ngươi sớm nói với ta có tam sinh thạch, ta tha cho ngươi một mạng thì như thế nào? Tức giận a hát, trọng bảo như thế lại bị ngươi nổ mất, muôn lần chết cũng không đủ bồi thường một. Tam sinh thạch chính là một loại thạch đầu thập phần kỳ dị. Bên trong ẩn chứa hồn lực vô cùng lớn. Nghe nói trước kia có phàm nhân nhặt được một quả tam sinh thạch, sau khi trở về đặt ở bên cạnh gối đầu, buổi tối lúc ngủ dĩ nhiên mơ tới chính mình kiếp trước kiếp này cùng kiếp sau, tổng cộng tam sinh tam thế, cho nên được đặt tên này. Giá trị của nó thậm chí ở trên cả tử văn cửu anh giao. Hành Nguyên hiển nhiên không biết lai lịch của tảng đá kia, chẳng qua là một lần trong lúc vô tình từ một nhà thương hội nào đó mua hàng, cảm ứng được trong đó có hồn lực cường đại, lúc này mới một mực đặt ở bên người nghiên cứu. Vừa rồi cũng chỉ là rút ra hồn lực trong đó muốn trốn thoát một cái mạng đi ra. Khối tam sinh thạch kia sau khi nổ tung, đại lượng hồn lực khuếch tán ra, đem phấn sắc tinh trần bao bọc Hành Nguyên quanh thân thổi tan ra, hình thành một mảnh khu vực an toàn. Vèo vèo vèo. Ngay tại thời điểm Hành Nguyên vừa mới thở phào một hơi, nghe được thanh âm bén nhọn xoay tròn ngẩng đầu lên lập tức hít một khẩu khí lạnh. Chỉ thấy Lý Vân Tiêu vẻ mặt âm trầm, một bộ dáng muốn ăn sống hắn. Đầu ngón tay phải bên trên một tinh cầu hồng nhạt cỡ trái bóng rổ đang không ngừng xoay tròn, hơn nữa càng lúc càng lớn, phát ra tiếng kêu chói tai, lại để cho trái tim hắn mạnh mẽ chìm tới đáy cốc. Thiếu niên, chuyện gì cũng từ từ, quân tử động khẩu không động thủ, phàm là đều phải giảng đạo lý. Các ngươi cùng ta gặp nhau tức là có duyên, làm việc lưu lại một đường, ngày khác dễ dàng tương kiến. Hành Nguyên triệt để bị dọa ngây ngốc, lần này tinh cầu hồng nhạt hắn là tuyệt đối không tiếp được. Lập tức vội vàng nói tới đạo lý, nhìn thấy Lý Vân Tiêu vẫn là bất phi sở động, lập tức khóc tang nói. Anh hùng, người hãy bỏ qua ta đi, trước kia là ta không đúng, ta dập đầu ngươi, ngươi muốn cái gì ta toàn bộ cho ngươi. Chỉ cầu ngươi buông tha cái mạng nhỏ này của ta a. Đoạn Việt nhìn mà há hốc mồm, nổi giận mắng. Ngươi tên chết nhát này, thực mẹ nó mất mặt cho Vũ Hoàng. Đúng đúng đúng, ta chính là người nhu nhược. Ta thực mất mặt cho Vũ Hoàng, ta đáng chết. Hành Nguyên vội vàng nói. Đoạn đại nhân nói đúng, kính xin đoạn đại nhân thay ta cầu tình, tha ta một mạng. Tại hạ vô cùng cảm kích, trở về tất nhiên theo đoạn đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó, đi theo làm tùy tùng chân chạy hầu hạ. Đoạn Việt. Lý Vân Tiêu xem một hồi buồn nôn, loại võ giả dọa phá gan sợ chết này, hắn cũng nhìn thấy không ít, nhưng tiện như này thật đúng là lần đầu gặp được. Thực mẹ nó buồn nôn, không hổ là tinh túc tông đi ra, cùng với lão quái kia của các ngươi đồng dạng a hát. Ăn một cái lưu tinh hỏa cầu của ta. Tinh cầu hồng nhạt kia ở lòng bàn tay của hắn dần dần nổi lên không trung, trên trán Lý Vân Tiêu mạnh mẽ nổ bắn ra một đạo hồn lực tuyệt cường, tựa như một cái búa trùng kích phía trên tinh cầu đằng kia, lập tức như là quả bóng chảy bị đánh bay ra ngoài. Những nơi đi qua phát sinh tiếng kêu bén nhọn xèo, xèo, lại để cho Hành Nguyên trái tim rơi xuống vực sâu. Mẹ của ngươi, tiểu súc sanh, lão tử thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hành Nguyên tuyệt vọng khẽ cắn môi, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Ngươi muốn tử văn cửu anh giao, nằm mơ đi thôi. Hắn từ trên người lấy ra một bình ngọc, mạnh mẽ đem nguyên khí rót vào trong đó, lập tức phát ra từng tiếng phá hủy. Một đầu thân ảnh màu tím cực lớn hiển hiện ở trong sương mù cầu vồng bị Hành Nguyên gắt gao bắt lấy đầu lâu, giãy giụa không ngừng. Chết đi. Hành Nguyên tất cả không cam lòng đem đầu lâu tử dao ôm vỡ, thân hình tử dao cực lớn thống khổ run rẩy không ngừng, bị hung hăng ném bay ra ngoài. Muốn giết ta, cho ngươi cái gì cũng không chiếm được. Hắn đồng thời lấy ra chữ vật giới chỉ trên người mình, mạnh mẽ dùng sức bóp nổ tung. Phanh! Tinh cầu hồng nhạt của Lý Vân Tiêu cũng trực tiếp đánh lên cánh tay của Hành Nguyên, muốn nổ tung lên, vô số phấn tinh phi châm bắn ra, đem cả thân thể của Hành Nguyên trực tiếp đâm thành gai nhím. Phấn tinh uy lực cũng không đến, nhưng là chạm vào da thịt liền xâm nhập bên trong, chốc lát đã đem Hành Nguyên biến thành màu hồng phấn, đồng tử dần dần phóng đại, lộ ra thần sắc sợ hãi cực độ. Hành Nguyên cả người cứ như vậy kinh ngạc lơ lửng trên không trung, tựa hồ tỉnh táo lại, ngoại trừ toàn thân phấn hồng ra, tựa hồ không còn điểm nào khác thường nữa.
Lý Vân Tiêu cùng Đoạn Việt liếc mắt nhìn nhau một cái, đều cảnh giác quan sát, bọn hắn cũng chưa bao giờ thấy qua có người hút vào phấn sắc tinh trần sẽ như thế nào. Hành Nguyên thần sắc trở nên dị thường ngây dại, dần dần bắt đầu xuất hiện biến hóa, chỉ thấy khóe miệng của hắn đột nhiên hiện ra vẻ mỉm cười, hơn nữa tiếng cười quỷ dị và âm lãnh cực kỳ. Khiến cho hai người Lý Vân Tiêu hoảng sợ cả kinh. Ha ha, ha ha. Hành Nguyên đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha. Ha ha, ha ha ha. Hắn cười trọn vẹn vài phút, cả người dần dần bình tĩnh trở lại, dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Lý Vân Tiêu cùng Đoạn Việt một cái, trong lỗ mũi nhẹ nhàng phát ra hừ lạnh một tiếng, dùng thanh âm khàn khàn mờ ảo nói ra. Vũ Hoàng bị phong ấn, tứ giai thuật luyện sư, hừ, hai con kiến hôi mà thôi. Lý Vân Tiêu cùng Đoạn Việt đồng thời sắc mặt đại biến, hai người hoảng sợ cảnh giác lên. Hành Nguyên lại trong mắt hiện ra một tia thần sắc miệt thị, sau đó hóa thành một đạo hồng sắc cầu vồng, trực tiếp ở trong sương mù cầu vồng xuyên thẳng qua, hướng phía xa xa bay đi. Những nơi đi qua, phấn sắc tinh trần vội vã nhượng bộ ra. Cái này, hiện tại sao lại như thế? Đoạn Việt xem một hồi há hốc mồm, nội tâm trực tiếp nhảy lên bịch bịch. Vừa rồi Hành Nguyên mang đến cho hắn áp lực thực sự là quá lớn. Chỉ là một ánh mắt kia, cơ hồ khiến hắn thiếu chút nữa sụp đổ mất. Lý Vân Tiêu nhìn xem phương hướng Hành Nguyên biến mất, sắc mặt ngưng trọng dị thường, từng chữ nói ra. Hắn bị người đoạt xá. Cái gì, đoạt xá? Đoạn Việt chấn động, hoảng sợ thất thanh nói. Thế gian này thực sự có pháp môn tà ác như thế. Ta vẫn còn cho là đồ vật bịa đặt mà ra. Lý Vân Tiêu trầm mặc một hồi không nói, sau đó nói. Kẻ cướp lấy thân thể Hành Nguyên kia hiển nhiên hồn lực thập phần cường đại, ngươi xem những nơi hắn đi qua, phấn sắc tinh trần dĩ nhiên trực tiếp chấn bay ra xa hơn 10 thước. Coi như là ta cũng làm không được. Đoạn Việt khiếp sợ không thôi, Lý Vân Tiêu hồn lực tuyệt đối đạt tới trình độ tứ giai. Người nọ đoạt xá như vậy ít nhất cũng là ngũ giai hoặc là hơn nữa trên hồn lực. Hắn nuốt một ngụm nước miếng, gian nan nói. Người nọ chẳng lẽ là thuật luyện sư? Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Vô cùng có khả năng, bình thường chỉ có thuật luyện sư mới có thể tu luyện loại công pháp đoạt xá này. Bởi vì chỉ có bọn hắn hồn lực đủ cường đại, có thể ly khai thân thể mà một mình tồn tại. Hắn lập tức nhớ tới chính mình, cũng là vẫn lạc ở Thiên Đãng Sơn Mạch sau đó dĩ nhiên chuyển thế trọng sinh đến Thiên Đãng Sơn Mạch. Bất quá lúc đó hẳn là nhờ sự giúp đỡ của đại diễn thần quyết. Thiên vũ giới quảng đại như thế, khó bảo toàn không có công pháp so với đại diễn thần quyết càng thêm thần kỳ hơn tồn tại. Người nọ cho Lý Vân Tiêu cảm giác dị thường uy hiếp, may mắn người nọ khinh thường đối phó hai người mình, trừ phi là có thực lực giống bản thân kiếp trước, nếu không sợ là không thể quay về. Lý Vân Tiêu thở dài. Người nọ hẳn là một mực dùng phương thức linh hồn thể tồn tại ở trong những phấn sắc tinh trần này, thẳng đến tiến vào trong cơ thể con người, do đó tiến hành đoạt xá. Thế giới to lớn, quả nhiên là không thiếu cái lạ, chúng ta ít ngồi đáy giếng. Đoạn Việt càng nghe càng khiếp sợ. Cái kia, những tinh trần còn lại kia có thể còn có hồn phách ký túc trong đó hay không? Có quỷ mới biết rõ được điều này. Lý Vân Tiêu thầm mắng một câu, phi tốc hướng phía trước mà đi, thì thầm nói. Không quản nhiều như vậy, chỉ cần chúng ta không đụng phải là tốt rồi. Tranh thủ thời gian đi tìm thi thể Tử Văn Cửu Anh Giao. Đây chính là đại bảo bối A Hát. Đoạn Việt nhìn xem hắn đi xa, lập tức đã giật mình, vội vàng chạy theo tới phía trước. Trên đường đi đều kinh hồn táng đảm, cảm giác bốn phía đều là du hồn đang ngó chừng hắn. Ngay tại cách đó không xa, Lý Vân Tiêu rốt cuộc tìm được khối thi thể của Tử Văn Cửu Anh Giao, đầu triệt để bạo chết, hoàn toàn chỉ còn lại thân hình, hơn nữa thân hình đã phủ kín một màu phấn hồng. Hắn không dám dùng tay tới đụng vào, trực tiếp đánh mấy pháp quyết. Liền thu vào trong chữ vật giới chỉ. Hai người cẩn thận từng ly từng tí ở trong sương mù cầu vồng đi qua, về sau một đường vô sự, rất nhanh đã ra khỏi sương mù, nhìn thấy biển cả xanh thẳm. Hô! Đoạn Việt thở ra một hơi thật sâu, tâm tình thoải mái hét lớn. Ha ha, trở về! Ta rốt cục trở về rồi! Thanh âm của hắn theo khí kình lan truyền ra, chấn cả mặt biển nhấc lên cơn sóng gió động trời, xa xa cuộn trào đi qua. Nhiều ngày bị dọa tới áp bức, rốt cục đã được thổ lộ ra. Người phương nào tại đây to tiếng náo loạn, xoạt, ảnh hưởng phái vô lượng ta đi săn. Một thanh âm to lớn vang lên, dần dần từ trên mặt biển hiển hiện ra, 7-8 cỗ thanh lang chiến xa đến,
bên trên đều đứng đầy không ít võ giả, trên khuôn mặt hiện ra vẻ giận dữ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Phái Vô Lượng, ha ha, quả nhiên là Thanh Hải Trấn, cuối cùng trở về rồi. Đoạn Việt càng là cao hứng không thôi, không kiêng nể gì cả cười to. Một gã nam tử cả giận nói. Ngươi còn cười, ngươi cũng biết chúng ta đang vây bắt giết mấy đầu huyền hải đại kim ngưu này tổn hao bao nhiêu công phu hay không? Chỉ là bố trí liền chuẩn bị hơn 3 tháng, đủ loại tài liệu cùng bí pháp càng là nhiều vô số. Hiện tại bị một tiếng giống này của ngươi, hết thảy đều uổng phí, ngươi như thế nào bồi thường chúng ta? Bồi thường. Ánh mắt Đoạn Việt lạnh dần, khóe miệng hiện ra một tia cười nhạt. Một tên nam tử khác trong nội tâm cả kinh, tu vị Đoạn Việt hắn xem xét chưa phát giác ra không đến chút nào. Điều đó chỉ có thể nói rõ người này thực lực ở xa trên mình. Hắn lập tức trên trán toát ra mồ hôi lạnh, tiến lên giữ chặt người nọ đứng trước, nháy mắt, có chút thấp thỏm nói. Tiền bối, ngài đại nhân có đại lượng, chớ cùng hắn bình thường so đo. Chỉ bất quá lần này chúng ta xác thực tốn hao công phu thật lớn đến bắt giết huyền hải đại kim ngưu này, thật sự có chút đau lòng. Nhưng cùng tiền bối không quan hệ, chỉ trách chúng ta số mệnh không tốt. Hừ, người nọ đứng trước tựa hồ còn không phục, tức giận nói. Chỉ là vì che giấu 10 cỗ chiến xa này, đã mua lấy vạn tấm ẩn độn phù. Đoạn Việt thần sắc biến đổi, một cổ khí tức vô cùng bá đạo từ trong cơ thể phá tan mà ra, lập tức bao trùm cả mặt biển, đem đám người phái vô lượng này toàn bộ bao phủ đi vào. Người của phái vô lượng sắc mặt đại biến, nhao nhao kinh hoàng không thôi, khí thế của người phía trước này mạnh thậm chí vượt quá bọn hắn dự đoán. Cái tên vừa rồi nói chuyện kia càng là sợ hãi liên tiếp lui về phía sau. Trong tay một thanh trường kiếm đột nhiên hiện ra, lập tức giải phong mở ra. Những người còn lại cũng không có nhàn rỗi, phi tốc hướng phía trên mấy cỗ chiến xa kia bỏ chạy, ý định sử dụng chiến xa liên hợp cùng một chỗ đủ để gia tăng phần thắng. Bọn hắn vì săn giết huyền hải đại kim ngưu đã diễn luyện vô số lần hợp kích chi thuật, chỉ cần có thể trốn về trên chiến xa liền có thể giữ được tánh mạng. Vèo! Một đạo bạch sắc phá không mà qua, lập tức vượt qua tốc độ của tất cả mọi người. Nhẹ nhàng rơi vào phía trên một cỗ thanh lang chiến xa. Đoạn Việt đưa lưng về phía mọi người, một tay giơ lên cao cao, dần dần tại lòng bàn tay hiện ra một đoàn hỏa diễm nóng sáng, chậm rãi kéo dài đến, hóa thành phương thiên hỏa kích, tản mát ra khí tức khủng bố. Chi! Một người trong đó hít một hơi lạnh, sợ hãi nói. Không tốt, hắn muốn phá hư chiến xa. Tên còn lại vẻ mặt âm trầm, cả giận nói. Chúng ta cùng tiền bối vốn không quen biết. Vì sao muốn hạ sát thủ? Đoạn Việt mắt điếc tai ngơ, tay phải mạnh mẽ đè xuống, lập tức cái phương thiên hỏa kích kia hóa thành một đạo kim quang, bắn thẳng đến mà xuống. Ở trên mặt biển nổ ra, tựa như một đạo kim liên nở rộ trong nước biển, dĩ nhiên mở ra một thông đạo chân không, bắn thẳng vào chỗ sâu trong đáy biển. Đám đệ tử phái vô lượng kia ai nấy hoảng sợ mở to hai mắt, hoảng sợ không thôi nhìn xem người này, không rõ hắn muốn gì. Một đạo thanh âm động vật biển từ đáy biển trận trận truyền đến, còn kèm theo đại lượng yêu khí cùng với thanh âm thống khổ. Hừ, vẫn còn rất ương ngạnh, bạch xí quỷ diễm, nổ cho ta. Trong con người Đoạn Việt hiện lên một vòng sát ý, một tay niết quyết ấn, phía dưới đáy biển mạnh mẽ truyền đến một tiếng nổ lớn. Nước biển tựa hồ tại thời khắc này nhao nhao sôi trào lên, toát ra đại lượng sương mù, trên cả mặt biển một mảnh khói trắng cuồn cuộn. Các đệ tử phái vô lượng tất cả đều hoảng sợ không thôi, người trước mắt này thực lực dĩ nhiên khủng bố như vậy. Chính mình mới vừa rồi còn ngây ngốc muốn liên thủ chiến một trận. May mắn còn chưa tới được gấp, nếu không 89 phần 10 là tan thành mây khói. Ở trong khói trắng xen lẫn từng tia huyết khí, gió biển đem sương mù thổi tan, lập tức lộ ra một đầu hải thú kim ngưu cực lớn, nổi trong nước biển, trước ngực một vết thương cực lớn vẫn còn đang không ngừng chảy ra máu, đã chết từ lâu. Chi, chỉ một chiêu đã diệt sát huyền hải đại kim ngưu ngủ đông, ở ẩn trong đáy biển. Vị tiền bối này rốt cuộc là tu vị gì? Lấy thân phận cao nhân tiền bối của hắn chắc có lẽ không làm khó chúng ta a. Nói không chừng đâu này, có chút cao thủ chính là biến thái, ưa thích tra tấn người khác. Ngươi nhà cầm miệng cho ta, vạn nhất chọc giận người này, ta là người đầu tiên giết chết ngươi. Đám người phái vô lượng nhao nhao tâm thần bất định bất an. Đang đợi thẩm lý và phán quyết. Đầu huyền hải đại kim ngưu các ngươi cầm lấy đi, cái này cũng có thể đền bù tổn thất a.
Đoạn Việt nhếch miệng cười cười, chỉ vào đầu hải thủ kia nói. Cái gì? Một gã đệ tử phái Vô Lượng sững sờ thoáng một phát, vội vàng khoát tay nói. Tiền bối ngài nói giỡn, đây chính là ngài độc lập săn giết, chỉ cần tiền bối thả chúng ta trở về là được. Đoạn Việt nhướng mày, cả giận nói. Đoạn Việt ta há lại là kẻ khi dễ nhỏ yếu, cho các ngươi cầm lấy liền cầm lấy đi. Tranh thủ thời gian thu thập xéo ngay cho ta. Đoạn, ngài là Đoạn Việt tiền bối. Tên đệ tử phái Vô Lượng kia sững sờ, hồ nghi nói. Ngài không phải đã táng mạng dưới đại hải rồi sao? Cái gì, chuyện đùa gì vậy? Đoạn Việt cả giận nói. Chưa, không có. Tên đệ tử kia khẩn trương, vội vàng che miệng mình, thầm mắng mình lắm miệng, nếu là hôm nay chết ở chỗ này cũng là mình đáng đời. Xa xa Lý Vân Tiêu lông mày hơi động một chút, dẫm lên sóng biểu phiêu hốt đi tới, nói khẽ. Ngươi nói rõ ràng chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tên đệ tử kia khẩn trương nhìn Đoạn Việt một cái, Đoạn Việt trầm giọng nói. Nói. Lập tức sợ tới mức hắn đắng chát không thôi nói ra. Tại vài ngày trước, Thanh Hải Trấn truyền lưu tin tức Đoạn Việt tiền bối cùng mấy vị vũ tông tiền bối. Nói là thời điểm liên thủ săn giết Tử Văn Cửu Anh Giao đã toàn bộ bỏ mình. Tổng cộng 7 người, tất cả đều là vũ tông tồn tại, tự nhiên tại Thanh Hải Trấn khiến cho sóng to gió lớn. Đặc biệt là Mã Văn Địch tiền bối trong đó. Diêm Phi Dược tiền bối cùng Thạch Hoành Tài tiền bối tại Phi Kiếm Phái, Trảm Hổ Môn cùng Tứ Phương Trai càng là phái ra cao thủ ra biển điều tra, kết quả là không thu hoạch được gì. Mẹ nó, tất nhiên là... Đoạn Việt tức giận mắng lên, lại bị Lý Vân Tiêu nhấc tay đánh gãy. Tin tức từ nơi nào phát ra? Lý Vân Tiêu chằm chằm vào tên đệ tử phái Vô Lượng kia bình tĩnh hỏi. Tên đệ tử kia nội tâm cực độ khiếp sợ, Đoạn Việt đó là vũ tông cao thủ nổi danh. Mà gã thiếu niên trước mắt này so với chính mình còn muốn trẻ tuổi hơn, cũng chỉ có tu vị nhất tinh vũ quân, Đoạn Việt lại tựa hồ như đối với kẻ này như thiên lôi sai đâu đánh đó, chẳng lẽ là đệ tử phái đại thế lực nào? Tên đệ tử này khẳng định cách nghĩ trong lòng mình, không dám lãnh đạm gấp gáp cung kính nói. Là tinh túc tông cao thủ nói, người nọ nghe nói là xa xa quan sát toàn bộ quá trình, may mắn cách khá xa, lúc này mới nhặt về một cái mạng. Lý Vân Tiêu nói. Thì ra là thế, đa tạ thông báo cho biết, con đại ngưu này các ngươi lấy về đi a. Hắn nhìn đệ tử kia còn có vẻ muốn cự tuyệt, lập tức âm thanh lạnh lùng nói. Lại từ chối, chúng ta có thể sẽ trở mặt người. Vài tên đệ tử phái Vô Lượng hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đại hỉ đem Huyền Hải đại kim ngưu thu lại, thiên ân vạn tạ sau đó liền hỏa tốc rời khỏi. Tiểu tử, ngươi thấy thế nào? Chúng ta có nên đem sự tình tinh túc tông vây giết đồng đạo nói ra hia không? Đoạn Việt quay đầu hướng Lý Vân Tiêu hỏi, hắn trong lúc vô hình đã ẩn ẩn đem Lý Vân Tiêu trở thành hạch tâm cốt. Tuy rằng ngoài miệng vẫn là không phục, nhưng liên tiếp ở chung một thời gian, nội tâm đối với thiếu niên này là hoàn toàn bội phục đến cúi rạp đầu xuống. Lý Vân Tiêu liếc nhìn hắn một cái, nói. Tiểu tử, gọi ta là Vân Thiếu. Mà mẹ mày. Đoạn Việt mở miệng mắng chửi. Ngươi có thể có chút tôn trọng võ đạo tiền bối hay không? Ta nói như thế nào cũng là nhị tinh vũ hoàng, tại thiên hương đế quốc coi như là có uy tín danh dự, có mặt mũi là tồn tại đỉnh tiêm. Ngươi đối với ta không biết lớn nhỏ như vậy, hô to gọi nhỏ để cho ta còn mặt mũi nào mà tồn tại. Có muốn biết bước tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào hay không? Muốn. Vậy gọi ta là Vân Thiếu. Chấm. Đoạn Việt tức giận đến không được, nghiến răng nghiến lợi nói. Vân, Thiếu. Lý Vân Tiêu mỉm cười, nói. Lúc này mới nghe lời nha. Phi Kiếm Tông, Trảm Hổ Môn cùng Tứ Phương Trai tuy rằng so ra kém tinh túc tông, nhưng ở Thiên Hương Quốc cũng xem như là tồn tại cự phách. Dẫn phát bọn hắn trước đó mâu thuẫn thật sự là một chuyện tốt. Chúng ta có thể thừa cơ đem Thanh Loan chiến hạm lấy đi. Như thế cũng được. Đoạn Việt khẽ gật đầu, nghe phía sau, hai mắt đột nhiên trợn tròn vo, cả kinh nói. Ngươi. Ngươi nói cái gì? Muốn trộm Thanh Loan chiến hạm? Ngươi điên a, đây chính là lục giai chiến hạm, giống như cung điện, thế không thể ngăn cản. Đừng nói cầm không đi, cho dù lấy đi, tinh túc tông sợ là chân trời góc biển đều đuổi giết chúng ta. Thôi đi pa ơi, ngươi cũng quá coi thường tinh túc tông. Một cỗ Thanh Loan chiến hạm bọn hắn còn không để vào mắt, cho dù phái người đến đuổi giết, cũng nhiều lắm là vì vấn đề mặt mũi. Lý Vân Tiêu giận tái mặt đến, nói. Lần này vì cứu,
ta đúng là tổn thất ba cỗ hổ vương chiến hạm, ngươi liền một chút tỏ vẻ cũng không có. Hiện tại cho ngươi thoáng đền bù tổn thất xuống, lại đến trách cứ ta. Ta đây nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi ba cỗ hổ vương chiến hạm. Đoạn Việt sắc mặt có chút trắng bệch, Tinh Túc Tông đối với hắn mà nói, thật sự là tồn tại vô cùng khổng lồ. Lý Vân Tiêu khinh thường nói. Nghe tên hành nguyên kia nói, Tinh Túc Tông tại Thanh Hải trấn mạnh nhất bất quá là một gã nhất tinh vũ hoàng tên Hứa Phong, người có nửa canh giờ thời gian cởi bỏ phong ấn, đầy đủ đánh chết hắn. Về phần Thanh Loan chiến hạm, ta sẽ nghĩ biện pháp không chế được. Đoạn Việt sắc mặt âm tình bất định, nói. Nếu thật giết Hứa Phong, đoạt chiến hạm, liền triệt để chọc Tinh Túc Tông con quái vật khổng lồ này. Sợ là sau này cả Thiên Vũ Đại Lục cũng khó có chỗ cho chúng ta dung thân. Ngàn vạn lần chớ có vui đùa, người tốt nhất là nên suy nghĩ lại. Lý Vân Tiêu nói. Đừng quên, Tinh Túc Tông vừa bắt đầu, chính là muốn giết ngươi. Hiện tại hành nguyên mất tích, mà ngươi không chết, cho dù không đi chọc bọn hắn cũng tới tìm ngươi. Muốn lo lắng không phải ta, mà là ngươi a hát. Những lời này lập tức đem Đoạn Việt nói động tâm, khi Tinh Túc Tông phái người đến vây giết bọn hắn đúng là rất lưu loát. Chính mình vì sao không thể phản giết bằng được? Hơn nữa chính mình còn sống, sợ Tinh Túc Tông cũng sẽ không bỏ qua. Nhưng hắn vẫn là lòng có kiêng kỵ, nói. Thanh Loan chiến hạm tương truyền có thể ngưng tụ thiên địa chi thế, phát ra một kích toàn lực coi như là vũ hoàng cường giả cũng muốn miểu sát. Lý Vân Tiêu tràn đầy tự tin cười nói. Ngươi yên tâm đối phó Hứa Phong là được, đỉnh phong Thanh Loan chiến hạm thật có uy năng như thế, nhưng phải có 6 gã tam giai thuật luyện sư ở trong đó chủ trì trận pháp, mới có thể làm được hoành tảo thiên quân. Không gì làm không được. Đáng tiếc Thanh Hải trấn Tinh Túc Tông cỗ chiến hạm kia bất quá là thứ phẩm mà thôi. Để hù dọa người ngược lại là có thể, muốn hoàn toàn phát huy uy lực, không khác nào người si nói mộng. Đoạn Việt nghe được trong mắt hào quang lập lòe bất định, cuối cùng thở một hơi thật sâu, trầm giọng nói. Tốt, ta cũng bất cứ giá nào, cùng với ngươi làm một chuyến này. Tinh Túc Tông bất nhân trước, đừng vội trách ta bất nghĩa. Lý Vân Tiêu thả ra một cỗ thanh lang chiến xa, hai người lập tức đứng ở trên đầu, hóa thành một đạo thanh sắc quang mang ở trên mặt biển chạy như bay. Nửa ngày sau, sự tình Tinh Túc Tông phái người vây giết đám người Mã Văn Địch, cướp lấy Tử Văn Cửu Anh giao lan truyền nhanh chóng, truyền tới cả Thanh Hải trấn. Mã Văn Địch đại nhân bọn hắn dĩ nhiên là Tinh Túc Tông phái người chặn giết, chậc chậc, sự tình lần này náo lớn a hát. Bảy vị Vũ Tông cường giả a hát. Mỗi một vị đều là hào kiệt một phương, vậy mà toàn bộ vẫn lạc. Lần này đúng là chọc phá trời rồi. Ta vẫn là có chút hoài nghi, Tinh Túc Tông tuy rằng cường hoành vô cùng, nhưng dù sao căn cơ không tại Nam Vực, không đến mức đắc tội ba địa đầu xà như vậy a. Điều này cũng quá không sáng suốt. Dừng lại, cái gì là sáng suốt? Lượng Tiểu Phi quân tử, Vô Độc Bất Trưởng Phu, đây mới là sáng suốt. Cái này chính là sáng suốt, đây là biến thái a. Tương truyền Tinh Túc Tông tông chủ là tính cách biến thái, mấy trăm tuổi còn chuyên môn tìm nữ hài 12-13 tuổi ra tay. Hư, nhỏ giọng một chút, ngươi lời này cũng dám nói, ngươi điên ư, không muốn sống nữa. Ta nói cái gì a, ta cái gì cũng đều chưa nói, uống rượu. Loại sự tình giết người đoạt bảo này tại Thanh Hải trấn là đại húy kỵ nhất, tại đây cơ hồ toàn bộ võ giả đều là người đi săn. Sự tình kiêng kỵ nhất chính là bị người làm chim sẻ núp đằng sau, nếu là một khi bị người biết được, chính là sự tình lại để cho cả Thanh Hải trấn đều phỉ nhổ. Hơn nữa sau khi tin tức truyền ra, gần kề nửa ngày thời gian, Phi Kiếm phái, Trảm Hổ môn cùng Tứ Phương trai cũng bắt đầu phái đại lượng cao thủ tiến vào Thanh Hải trấn, nghe nói trong đó cũng có vũ hoàng cấp bậc tồn tại. Tuy rằng Phi Kiếm phái ba đại tông môn không cách nào cùng Tinh Túc Tông loại tông phái trên đại lục cũng đứng hàng danh hào này so sánh. Nhưng ít ra cũng là một phương cự phách, bị người trực tiếp khi dễ đến cùng đi lên cũng là không thể chịu đựng được, hơn nữa chết vẫn là cường giả cấp bậc Vũ Tông. Đây đã là tồn tại giống như trụ cột của một tông phái. Thế cục Thanh Hải trấn thoáng cái bắt đầu trở nên khẩn trương lên, các phái nhao nhao thu nạp phạm vi hoạt động của mình. Chính là chút ít giải rác người đi săn cũng bắt đầu tiến vào trạng thái nghỉ ngơi cực ít ra biển. Một loại hào khí mưa gió sắp đến phong mãn lâu bao phủ ở trên không cả Thanh Hải trấn, trong khoảng thời gian ngắn ngay cả người đi đường cũng bắt đầu trở nên thưa thớt dần. Hai ngày sau, Thanh Hải trấn, Tinh Túc Tông lục giai Thanh Loan chiến hạm huyền phù bên trên. Vài tên thuật luyện sư đang ra sức chữa trị mấy chỗ trận pháp,
các loại nguyên liệu chân quý liên tục không ngừng vận chuyển tiến đến. Cả Thanh Loan chiến hạm như một tòa thành trì mini di động, diện tích không biết là lớn gấp bao nhiêu lần Hổ Vương chiến hạm, lơ lửng trên không thanh hải trấn, đủ để che khuất bầu trời. Từ khi Tinh Túc Tông làm chim sẻ núp đằng sau đánh giết đồng đạo biến mất truyền ra, cỗ Thanh Loan chiến hạm này đã bắt đầu trở nên công việc lu bù lên, đại lượng các loại tài nguyên bị vận chuyển đi lên, hơn nữa thuật luyện sư số lượng cũng đột nhiên gia tăng kịch liệt, nhằm sửa chữa các loại tổn hại trên chiến hạm. Nhưng ngược lại một cỗ Thanh Loan chiến hạm khác vừa vặn trái lại bắt đầu trở nên im ắng, tựa hồ không khí trầm lặng lơ lửng ở đằng kia vẫn không nhúc nhích, cả ngày đều nhìn không thấy bóng người xuất hiện. Thanh Loan chiến hạm bởi vì thể tích thật sự quá lớn, ngày bình thường mặc dù có vấn đề xuất hiện, cũng khó có thể đạt được sửa chữa kịp thời. Cộng thêm Tinh Túc Tông cỗ chiến hạm này vốn là một tàn thứ phẩm. Chủ yếu vẫn là dùng để chống đỡ mặt mũi, bên trong càng là tổn hại không chịu nổi. Hôm nay đột nhiên bắt đầu hao phí rộng lượng tài nguyên tiến hành tu bổ, lập tức lại để cho người liên tưởng linh tinh, càng gia tăng hào khí khẩn trương. Vài tên thuật luyện sư chủ trì sửa chữa đúng là mấy tòa trận nguyên công kích, Tinh Túc Tông tại Thanh Hải Trấn vốn cũng là tồn tại giống như chí tôn. Loại trận nguyên công kích này đều hoang phế quá lâu, hiện tại thoáng cái nhu cầu cấp bách sửa chữa, vài tên thuật luyện sư sớm đã là mệt mỏi không chịu nổi. Còn có đại lượng thuật luyện sư giải rác tại địa phương khác tiến hành sửa chữa, trên chiến hạm đều là một bộ dáng vội vàng gấp gáp. Cỗ Thanh Loan chiến hạm này cũng quá biến thái, hợp lực của bốn người chúng ta, hao phí nhiều tài liệu như vậy, dĩ nhiên mới sửa chữa được một trận nguyên. Ngẫm lại thuật luyện sư luyện chế cỗ Thanh Loan chiến hạm này chính là tồn tại cường đại cỡ nào a hát. Nói nhảm, mặc dù là lục giai tông cấp thuật luyện sư, cũng phải hợp lực mấy người, thậm chí hơn 10 người mới có thể luyện chế ra được. Nếu không phải có trận đồ tồn tại, chỉ bằng mấy người chúng ta còn muốn chữa trị trận nguyên sao? Chậc chậc, luyện chế Thanh Loan chiến hạm, lúc đó chính là tràng diện to lớn cùng phấn chấn nhân tâm cỡ nào a hát, thực muốn tận mắt kiến thức một phen. Ha ha, các ngươi tiềm chất cũng không tệ, về sau có cơ hội. Vài tên thuật luyện sư đột nhiên sững sờ, nhao nhao xoay người lại, câu nói sau cùng không phải bọn hắn nói, mà là một gã thiếu niên đứng cách đó không xa mỉm cười nói. Một gã thuật luyện sư sắc mặt đại biến, quát. Ngươi là người nào, như thế nào tiến đến? Trong phòng bốn gã võ giả cũng là sắc mặt đại biến, lập tức đem thiếu niên kia vây quanh, nhao nhao lấy ra binh khí của bản thân. Tất cả đều là vẻ mặt cảnh giác, bốn người tất cả đều là tu vi bát tinh vũ quân, dĩ nhiên không có phát hiện bộ dạng thiếu niên này, mặc dù khí tức trên người đối phương chỉ có trình độ nhất tinh vũ quân vẫn khiến cho bốn người không dám coi thường. Nơi đây chính là khu vực khống chế trung tâm trên Thanh Loan chiến hạm, không chỉ có chủ trận lơ lửng, còn có hơn 300 phụ trợ trận pháp, hoàn hoàn đan xen, thật là trọng yếu nhất. Tinh Túc Tông phái bốn gã vũ quân cường giả gác tại đây, chủ yếu cũng là phụ trách chỉ huy vận chuyển tài nguyên, căn bản không nghĩ tới sẽ có người xông đến. Bởi vì trong chiến hạm đã sớm gác đủ loại cao thủ, cho dù là con ruồi cũng có khó có thể bay vào được. Ta hình như có ấn tượng đối với ngươi. Ngươi là tiểu tử vận chuyển nguyên tinh mạn đa thương hội kia. Một gã thuật luyện sư đột nhiên kêu lên, Lý Vân Tiêu đúng là trà trộn vào như thế. Ha ha, trí nhớ thật tốt, nên ta nói các ngươi thiên phú cũng không tệ nha, cố gắng cho tốt, về sau tranh thủ đi hóa thần hải lăn lộn. Hiện tại kính xin mở ra, ta muốn đi tham quan học tập chủ trận của các ngươi. Lý Vân Tiêu mỉm cười hướng chủ trận nguyên đi đến. Ở chính giữa một trận pháp to lớn khắc sâu tại một loại vật liệu bằng đá xinh đẹp lên, bên ngoài trận pháp khắc khoa đầu văn tự phức tạp khó phân biệt phóng xạ ra, kết nối các loại trận pháp ở xung quanh. Nơi này là chỗ hạch tâm của cả chiến hạm, cung cấp toàn bộ năng lượng hoạt động. Đứng lại, một gã vũ quân hét lớn một tiếng, trong tay hào quang chớp động, một thanh bảo kiếm lợi hại trực tiếp cắt liệt không khí, hướng trên cổ Lý Vân Tiêu quét ngang mà đi. Hắn cũng không dám khinh thường chút nào. Vừa ra tay là đã đem toàn lực ứng phó. Ba gã vũ quân khác cũng ảo ảo tế ra vũ khí của mình, một cây trường thương, một thanh chiến chùy cùng một cái xiềng xích, từ ba phương vị tập trung không gian của hắn, phòng không thể phòng, tránh cũng không thể tránh. Nơi đây là trọng địa trung tâm, bốn người biết sự việc nghiêm trọng. Cao thủ từ võ vương trở lên đều được phái đi canh gác mỗi đường quan trọng trên chiến hạm, không ai ngờ sẽ có kẻ thù lẻn vào. May mắn chỉ là một vũ quân nhị tinh. Keng! Lý Vân Tiêu cười tủm tỉm, bình tĩnh giơ tay lên, ngón trỏ búng thanh bảo kiếm vang tiếng giòn tan. Bảo kiếm bắn ra.
Lý Vân Tiêu sải hai bước nhẹ nhàng né thoát thương quang quyền phá ngàn cân đánh mạnh vào thân thương. Phú quân hết hồn, bàn tay cầm thương không vững sắp tuột tay. Lý Vân Tiêu lại đấm hai cái, trường thương bay khỏi tay Vũ quân. Vũ quân vội chộp lấy xiềng xích bốn phía. Keng keng keng, keng keng keng. Một chuỗi hỏa hoa văng khắp nơi, trường thương quét tới đâu là xiềng xích bạc chớp mắt mất đi ánh sáng, trở nên tối tăm. Vũ quân con người co rút, đột nhiên chân khí tụ vào đôi tay vỗ ra. Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, trường thương múa may biến thành thương quang bắn ra nhanh như chớp đâm hướng cổ họng Vũ quân. Vũ quân sợ hãi vội rụt tay về, hai tay kẹp mũi thương. Tuy nhiên sức mạnh chấn Vũ quân thụt lùi mấy chục thước, máu chảy ra từ kẽ hở hai tay. Chiến chùy đột nhiên giáng xuống, trong không trung biến to gấp đôi đập vào gáy Lý Vân Tiêu. Keng! Chiến chùy như đập trúng kim loại, bị chấn kêu vù vù. Vũ quân giật mình vỗ ra vài pháp quyết, hai tay tụ tập chân khí vỗ mạnh vào chiến chùy để chấn áp Lý Vân Tiêu. Chiến chùy vốn nặng ngàn cân cộng thêm Vũ quân rót hết chân khí vào, chiến chùy như ngọn đồi đè xuống. Răng rắc! Vang tiếng nứt vỡ, hai chân Lý Vân Tiêu dẫm mặt đất nứt nẻ vết dạn lan tràn ra. Bốn Vũ quân sợ hãi biến sắc mặt, đất còn bị đè vỡ nhưng người thì vẫn bình yên. Vũ quân kia hoảng hốt, có chút quê quá hóa giận, gã hét to liên tục vỗ mấy chưởng. Chiến chùy to lớn xoay tít như mũi khoan phá núi đâm xuống lưng Lý Vân Tiêu. Đáng sợ là hỏa hoa bắn tung tóe, như thể mũi khoan xoắn vào tảng đá cứng khó thể phá hủy. Lý Vân Tiêu nhắm mắt lại, không phải hắn không thể thoát khỏi lực lượng nhát chùy này, nhưng chí cường bá thể sơ thành. Hắn muốn thử xem nó cứng rắn cỡ nào. Vũ quân bát tinh dốc sức vào một kích nhưng chỉ khiến Lý Vân Tiêu cảm giác khí huyết sôi trào, mãi khi chiến chùy điên cuồng đâm vào hắn mới cảm thấy lưng hơi nhói. Grao! Trong mắt Lý Vân Tiêu nở to, cơ bắp toàn thân căng cứng. Luồng sáng dịu dàng phát ra từ cơ thể Lý Vân Tiêu, ánh sáng bao bọc quanh thân hắn, cảm giác đau nhức trên lưng giảm dần cho đến khi hoàn toàn biến mất. Lý Vân Tiêu cười to bảo. Ha ha ha! Chí cường bá thể, quả nhiên không làm ta thất vọng. Có lực lượng mạnh mẽ bộc phát từ cơ thể Lý Vân Tiêu đánh bật chiến chùy ra. Lý Vân Tiêu đảo ngược, hai đấm như ánh sao đánh ngang ra. Trên hai nắm đấm không có chân khí dao động, Lý Vân Tiêu chỉ dùng sức mạnh cơ bắp đánh ra. Ầm 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 ầm. Chiến chùy phát ra tiếng nổ trầm đục, Vũ quân sợ hết hồn, có lực lượng cường đại xuyên qua chiến chùy chấn cơ thể gã sôi trào khí huyết. Ầm ầm đùng đùng. Mắt Lý Vân Tiêu lấp lánh ánh sáng điên cuồng oanh kích. Hai đấm như sao băng đánh ra mấy chục đấm, đánh chiến chùy tối sầm, Vũ quân bị sức mạnh xuyên thấu phun mấy ngụm máu. Quyền phong chưa ngừng, vẫn công kích ồn dập, đám người ngơ ngác đứng ngó, hoàn toàn quên hành động. Rầm, vang tiếng nổ trầm đục, chiến chùy to lớn bị trăm cú đấm oanh kích đã nổ tung, mảnh nhỏ bắn tung tóe, hỏa hao văng khắp nơi. Chiến chùy và Vũ quân kết nối tinh thần. Khi chiến chùy bị đập vụn thì Vũ quân cũng bị chấn động tâm linh phun búng máu. Ánh mắt Lý Vân Tiêu lạnh băng đánh ra một đấm, tiếng xé gió sắc nhọn vang lên. Kinh khí đánh trúng ngực Vũ quân, xuyên thủng ra sau. Vũ quân trợn to tròng mắt lộ ra ánh mắt khó tin, gã ngửa đầu ngã xuống, tắt thở. Ui! Đám thuật luyện sư, còn sót lại ba Vũ quân mặt trắng như tờ giấy, hoàn toàn bị chấn nhiếp. Thanh chiến chùy đó là huyền khí mạnh nhất trong bốn người. Phẩm cấp là tứ giai. Người này tay không đánh nát huyền khí tứ giai. Cái này, tập thể hóa đá, dù là cường giả Vũ Hoàng cũng không thể chỉ dựa vào cơ bắp đánh nát huyền khí tứ giai được. Lý Vân Tiêu giơ hai nắm tay lên, giọt máu nhỏ tí tách lóe ánh sáng vàng, rất nhanh làn da khép lại như cũ. Lý Vân Tiêu lạnh băng quét mắt toàn trường, lạnh lùng nói. Tất cả bình tĩnh lại, ai dám nhúc nhích thì, chết. Mọi người nín thở, người lạnh lẽo. Trợn mắt nhìn Lý Vân Tiêu đi hướng chủ trận trung ương, lòng cay đắng. Lý Vân Tiêu nhìn chủ trận trung ương, lại liếc qua hàng trăm trận pháp lộn xộn xung quanh. Lý Vân Tiêu nhíu mày nói. Tan nát thành thế này sao? Quả nhiên chỉ đặt ở đây làm cảnh, Tinh Tú Tông thật là sĩ diện, thứ hàng rách nát này báo hại ta phải bỏ ra bao nhiêu tiền để sửa sang đây. Mấy thuật luyện sư nhìn sau, rất là ngạc nhiên. Chẳng lẽ người này cũng hiểu trận pháp? Lý Vân Tiêu đứng trong chủ trận trung ương, nhíu mày suy tư, bắt đầu thi triển quyết ấn hóa thành từng con chữ bay vào các trận pháp. Thuật luyện sư, Vũ quân đứng xung quanh nhìn Lý Vân Tiêu quen tay thì trợn mắt há hốc mồm. Đột nhiên bên ngoài vang tiếng quát to,
dường như có người cứng rắn xông vào chiến hạm, rất nhanh vọng lại tiếng đánh đấm, tiếng gào rú. Chiến hạm bị ảnh hưởng nhẹ lung lay. Mấy người sợ hãi biến sắc mặt, đẳng cấp cỡ bọn họ không đủ sức đánh nhau khiến nguyên chiến hạm rung rinh, chẳng lẽ là ba môn phái? Lý Vân Tiêu mặt không đổi sắc tiếp tục thi triển quyết ấn, lẩm bẩm. Nhớ cẩn thận chút, đừng phá hỏng nặng chiến hạm này, ta không muốn bỏ tiền túi ra. Từ chiến hạm vang lên tiếng gầm điếc tai. Người nào tìm cái chết, dám đến Tinh Tú Tông dương oai. Khí thế kinh khủng khuếch tán, Lý Vân Tiêu ở trong chủ trận trung ương cũng cảm nhận được. Đây là người phụ trách Tinh Tú Tông tại Thanh Hải Trấn, Vũ Hoàng Nhất Tinh, Hứa Phong. Sau khi phái vài cường giả Vũ Tông đi bị tiêu diệt trong chớp mắt thì Hứa Phong bùng nổ. Người đến là Đoạn Việt, gã trầm giọng nói. Hừ, muốn chết chính là các ngươi. Lại vài tiếng hét thảm thảm vang lên, lại có đệ tử Tinh Tú Tông bị giết. Ngươi là ai? Hãy xưng tên ra, trong tay Hứa Phong ta không giết hạng người vô danh. Xì, ngươi chưa xứng biết tên của ta. Cái gì, hơi thở này là, Vũ Hoàng Nhị Tinh, ngươi là Vũ Hoàng Nhị Tinh. Giọng Hứa Phong tràn ngập kinh hoàng. Vị đại nhân này, có gì từ từ nói. Không biết Tinh Tú Tông ta đắc tội đại nhân bao giờ. Hừ, làm chuyện gì thì trong lòng ngươi biết rõ, ta đòi nợ thay người. Bên ngoài vang lên tiếng gầm ngút trời. Các ngươi dám khiêu khích Tinh Tú Tông ta, tự gánh lấy hậu quả. Các vị trưởng lão, hãy cùng ta đi nghênh chiến. Tiếng các loại năng lượng va chạm nhau, mấy thuật luyện sư nghe hết hồn hết vía. Người đến là Vũ Hoàng Nhị Tinh, cao hơn Hứa Phong một bậc. Cũng may Tinh Tú Tông có nhiều cao thủ, dường như cường giả Vũ Hoàng kia cũng rơi vào khổ chiến, rằng co ngang nhau. Lý Vân Tiêu bận rộn trong chủ trận trung ương thì không quan tâm, dường như chuyện bên ngoài chẳng liên quan gì hắn. Mấy thuật luyện sư xem không hiểu hắn thì triển ra quyết ấn, không biết Lý Vân Tiêu định làm gì. Khoảng một chén trà qua đi, Lý Vân Tiêu thở hắt ra, mỉm cười nói. Sốt cuộc làm xong. Đám người giật mình dương mắt nhìn. Lý Vân Tiêu giơ cao tay phải, bàn tay lấp lánh ánh sáng, thỉnh thoảng có các khoa đậu văn tự tràn ra. Lý Vân Tiêu đột nhiên vỗ trưởng xuống trận pháp trung ương. Luồng sáng trắng từ lòng bàn tay Lý Vân Tiêu dần dần lan tràn ra, tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh đã lấp đầy phòng điều khiển trung ương. Trong ánh mắt kinh hoàng của các thuật luyện sư, ba cao thủ vũ quân vừa tiếp xúc với ánh sáng trắng thì như bị sức mạnh đánh bay ra ngoài. Mấy thuật luyện sư không kịp phản ứng lại, đứng ngay ra trong ánh sáng trắng. Mấy giây sau, bên ngoài phòng điều khiển vang tiếng giống tức giận. Chuyện gì xảy ra, ánh sáng trắng này là gì? Tại sao ta vừa tiếp xúc ánh sáng thì bị đẩy ra chiến hạm? Mau đi bẩm báo với đồng trưởng lão, xin trưởng lão đến giải quyết. Nguy rồi, đồng trưởng lão cũng bị bắn ra. Đoạn Việt đang đánh nhau với Hứa Phong, hơn 10 cường giả vũ tông khác. Đoạn Việt bị nhiều người vây công, rất vất vả phòng ngự, khó thắng lao ra nhưng dư sức tự bảo vệ mình. Trong lòng Đoạn Việt dần lo âu, chỉ có thời gian nửa canh giờ mở phong ấn, khi hết giờ thì gã sẽ chết chắc. Lúc này ánh sáng trắng nhanh chóng lan tràn đến. Trong các cặp mắt ngạc nhiên, những người tiếp xúc ánh sáng chắn đều bị đẩy ra khỏi chiến hạm, Hứa Phong cũng không ngoại lệ. Hứa Phong sử dụng lực lượng Vũ Hoàng nhưng chỉ cố chống thêm được vài giây, rốt cuộc vẫn bị đẩy ra khỏi chiến hạm. Đoạn Việt thì bình yên đứng trong chiến hạm. Đoạn Việt hiểu ngay Lý Vân Tiêu đã thành công, sung sướng cười to. Mặt Hứa Phong cực kỳ âm trầm, gã đứng bên ngoài chiến hạm, nhìn ánh sáng trắng dần bao bọc nguyên chiến hạm, lòng gã chìm xuống. Hứa Phong tức giận quát. Tên cướp này còn có đồng bạn, đồng trưởng lão đâu, mau kêu đồng trưởng lão đi xem xét. Đồng trưởng lão là vị ngũ giai thuật luyện sư duy nhất trên chiến hạm, tu vi võ đạo chỉ có trình độ đại võ sư. Khi đồng trưởng lão bị đẩy ra khỏi chiến hạm thì rớt xuống từ không trung. Đám người Tinh Tú Tông trừ cường giả Vũ Tông trở lên ra sau khi bị ánh sáng trắng đẩy ra chiến hạm thì rơi lộp độp xuống, ai nấy gào thét thảm thiết. Hứa đại nhân, đồng trưởng lão sớm bị đẩy ra ngoài té xuống dưới, không biết ở nơi này. Hứa Phong giận dữ gầm rú. Phế vật, toàn là phế vật. Trán Hứa Phong toát mồ hôi lạnh ròng ròng, nếu chiến hạm bay này xảy ra chuyện gì thì gã làm hại môn phái tổn thất lớn. Hứa Phong tức giận quát. Các vị trưởng lão hãy dốc hết sức mạnh đi, đánh chết đám giặc này. Hứa Phong ra lệnh một tiếng, mọi người không e ngại gì nữa lần lượt lấy vũ khí ra. Trong phút chốc ánh sáng lấp lánh,
hơn 10 ánh sáng giao nhau phô thiên cái địa đổ ập xuống Thanh Loan chiến hạm. Giờ phút này, còn hơn 10 vị cường giả đứng trong không trung, toàn là đẳng cấp vũ tông, điều này bộc lộ ra tinh tú tông cường đại. Ầm 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 ầm. Bùm 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 bùm. Dầm dầm đùng đùng. Thật nhiều năng lượng nổ tung, từng vòng gợn sóng khuếch tán bên trên Thanh Loan chiến hạm. Đoạn Việt giật mình nhìn trời, nhiều công kích đổ ập đến như thế dù gã giữ thực lực đỉnh cao cũng khó thể ung dung ứng đối. Ai ngờ một vầng sáng xanh dựng lên như vòng bảo hộ năng lượng, chặn lại tất cả đòn công kích. Ủa! Hứa Phong xoe tròn mắt, tức giận rít gào. Chiến hạm mở ra phòng ngự, chẳng phải nó đã bị tổn hại hơn 10 năm, mãi mà không thể sửa lại sao? Là ai ở trong phòng điều khiển sửa lại chủ trận pháp phòng ngự của chiến hạm? Mấy trưởng lão khác cũng ngơ ngác nhìn nhau, chịu bó tay. Chủ phòng ngự trận pháp của Thanh Loan chiến hạm nếu mở ra thì bọn họ công kích dữ dội cỡ nào cũng không phá nổi. Hứa Phong tức giận người run lẩy bẩy, tức giận quát. Đánh, ta không tin phòng chủ điều khiển có nhiều nguyên thạch chống đỡ phòng ngự thời gian dài. Miễn tiêu hao đến khi nguyên thạch cạn kiệt thì ta sẽ lột ra các ngươi ra. Thể hình Thanh Loan chiến hạm khổng lồ, để nó lơ lửng trên cao đã cần rất nhiều nguyên thạch. Không có thế lực nội tình thâm sâu. Dù tặng cho một chiếc Thanh Loan chiến hạm cũng không sử dụng nổi. Thanh Loan chiến hạm mở phòng ngự hoàn toàn cần số lượng nguyên thạch càng làm người ta líu lưỡi. Trong phút chốc người tinh tú tông vận dụng chiêu thức cường đại nhất tấn công dồn dập. Thanh Loan chiến hạm bị công kích tới tấp, vòng bảo hộ màu xanh dần tối. Đám người lộ vẻ mặt vui mừng, tấn công càng hăng say. Đoạn Việt ngửa đầu nhìn màn sáng không ngừng thu nhỏ, lòng đầy lo âu lao đi phòng chủ điều khiển. Đoạn Việt không biết Lý Vân Tiêu có thể chống đỡ được bao lâu. Đoạn Việt vào phòng chủ điều khiển, gã ngây người. Trừ Lý Vân Tiêu ra còn 6 người lạ khác sợ hãi cục xúc đứng một bên, mặt đầy kinh hoàng. Lý Vân Tiêu liếc Đoạn Việt một cái rồi mặc kệ gã, quay đầu nói với mấy thuật luyện sư. Vừa lúc có 6 người, qua đây hỗ trợ. Bàn nhược ma âm trận này cần phải có 6 người hợp sức mới thi triển được. Bàn nhược ma âm trận. Một thuật luyện sư tạm gác nỗi sợ sang một bên, giật mình kêu lên. Chủ công đại trận của Thanh Loan chiến hạm, chẳng phải đã bị tổn hại rồi sao? Lý Vân Tiêu tức giận quát. Còn không biết ngượng hỏi. Khó khăn lắm mới bắt cóc được một chiến hạm nhưng hóa ra là đồ bỏ, không thấy ta sửa lại nó rất vất vả sao? Lăn hết qua đây. 6 người bị Lý Vân Tiêu giống giật nảy mình, phập phồng lo sợ đến gần. Bọn họ tò mò. Không thể tin chủ công đại trận dễ dàng được sửa lại. 6 thuật luyện sư súng lại, sau đó xoay tròn mắt, đôi mắt sáng trưng khao khát như thấy mâm đồ ăn ngon, mừng như điên. Mặt Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Bây giờ ta chuyển yếu quyết khống chế bàn nhược ma âm trận cho 6 người, các ngươi có 10 giây lĩnh ngộ. Nếu xảy ra vấn đề thì ta giết ngươi ngay. 6 thuật luyện sư tràn đầy vui mừng nuốt nước miếng, chảy mồ hôi lạnh tập trung tinh thần lắng nghe. Bên ngoài Thanh Loan chiến hạm tiếng nổ rung trời cũng không ảnh hưởng được bọn họ. Đoạn Việt hồi hộp nhìn bên trong phòng chủ điều khiển, không dám lên tiếng quấy rầy. Một trận pháp tỏa ánh sáng xanh bên cạnh Lý Vân Tiêu dần tối xuống, giống như vòng phòng ngự bên ngoài Thanh Loan chiến hạm tùy thời biến mất. Đám người Hứa Phong mừng rỡ vội nuốt đan dược, khí thế bùng nổ đến cực điểm, các chiêu oanh kích. Bốn phía Thanh Loan chiến hạm gợn sóng cực kỳ không ổn định. Dầm. Vòng phòng hộ màu xanh đột nhiên nổ tung, không gian run rẩy, nguyên Thanh Loan chiến hạm rung rinh. Hứa Phong mừng rỡ reo lên. Mở rồi, tất cả dừng lại, giết vào trong, nghiền xương đám người này thành tro. Ong 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 ong. Một cường giả vũ tông không kịp thu tay về, thanh kim kiếm khổng lồ chém xuống. Một lầu các 2 tầng bị nhát kiếm chém đứt. Hứa Phong nhíu mày, mặt đen quát. Dừng lại hết. Phá hoại chiến hạm thì ta sẽ cho ngươi đền mạng. Ong 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 ong. Ong 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 ong. Ong 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 ong. Thanh Loan chiến hạm đột nhiên truyền ra tiếng ù ù như kèn tù và, nhẹ nhàng bay bổng, như ẩn như hiện, thanh âm khó nghe vô cùng, làm người ta nhíu mày. Hứa Phong nhíu mày hỏi. Chuyện gì xảy ra? Hứa Phong trừng Vũ Tông kia. Chẳng lẽ bị ngươi chém hỏng? Vũ Tông giận mà không dám nói gì. Trong lòng rủa tất cả nữ giới gia đình Hứa Phong. Vũ Tông lắng nghe vài giây, nghi hoặc nói. Thanh âm này, hơi giống bàn nhược ma âm. Bàn nhược ma âm. Hơn 10 cường giả Vũ Tông giật nảy mình, tập trung lắng nghe, sau đó biến sắc mặt, mắt lóe tia kinh hoàng. Mặt Hứa Phong xanh mét,
gã mếu. Hứa Phong hét to bể giọng. Đám thuật luyện sư chết tiệt, chẳng phải nói chủ công trận pháp bị tổn hại, không thể chữa lành sao? Bố tiên sư cha nhà nó, vận luật không mạnh, mọi người nhanh chóng cùng ta xông lên nghiền xương bọn chúng ta. Chợt tiếng rền rỉ thay đổi, từ âm điệu đơn nhất biến thành đầy nhịp điệu, từ khó nghe đến tuyệt vời. Không khí chấn động, mắt thường trông thấy có vằn nước khuếch tán trên bầu trời. Không gian dao động theo tiết tấu âm luật đầy nhịp điệu, tiết tấu càng lúc càng mạnh. Trong một chiến hạm khác cách Thanh Loan chiến hạm của Tinh Tú Tông mấy dặm, một lão nhân đang nhắm mắt tĩnh dưỡng trong thiên hạc các. Hai hàng võ giả đứng dưới tay lão nhân, nhỏ giọng bàn tán. Ba phái phi kiếm môn mời đến cao thủ thật lợi hại, cướp được quyền khống chế Thanh Loan chiến hạm. Ha ha ha, đám tạp chủng Tinh Tú Tông nhức đầu rồi đây. Vũ Hoàng Nhị Tinh một người đơn độc đấu nhiều cao thủ này là ai? Nếu là người của Nam Vực thì tuyệt đối không vô danh. Mấy hôm trước người của ba phái này bí mật tìm chúng ta muốn mượn tay chúng ta đối phó Tinh Tú Tông, hừ, thì ra bọn họ còn có lá bài tẩy này. May mắn chúng ta đã từ chối. Không thể nói vậy, Phi Kiếm Tông, Trảm Hổ Môn, Thạch Phương Trai dù sao là thế lực của Thiên Hương quốc ta, nên cùng chung mối thủ mới đúng. Huống chi thiên hạc các chúng ta bị Tinh Tú Tông hại thảm nhất. Hừ, bây giờ đã có người đứng ra thì chúng ta vui vẻ xem, cùng lắm ngầm ủng hộ bọn họ, không thể ra mặt khai chiến với Tinh Tú Tông. Đám người bên dưới bàn tán líu díu, lão nhân ngồi bên trên chợt mở mắt ra, trong mắt lóe tia nghi ngờ. Lão nhân nét mặt xa sầm chỉ vào đám võ giả bên dưới, tức giận quát. Đây là bàn nhược ma âm công kích, tình báo đường đúng là vô dụng. Là ai nói với ta trận pháp chủ công, chủ phòng của Tinh Tú Tông bị hư hao hết? Các ngươi đừng nói với ta rằng hai trận pháp được sửa lại trong vòng mấy ngày nay. Hừ, nuôi một đám phế vật ngu dốt, tình báo quan trọng như vậy cũng sai được, toàn bộ bị trừ nửa năm nguyên thạch. Thúc Chính Khanh, ngươi là đường chủ tình báo đường, trừ bị giảm nguyên thạch ra ngươi sẽ bị kinh hình một lần. Một nam nhân đứng bên dưới dùng mình, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, khom người run giọng nói. Thúc Chính Khanh lĩnh mệnh. Mấy người khác nhìn sang, biểu tình khác nhau. Có người cười nịnh nọt, có người im lặng việc không liên quan mình, hờ hững nhắm mắt. Giờ phút này, đám người Hứa Phong từ ngoài Thanh Loan chiến hạm lao vào trong đột nhiên biến sắc mặt, khựng lại, ánh mắt kinh hoàng. Đám người hai tay bịt lỗ tai lại, dường như nghe thấy thứ gì khủng bố nhất thế giới, bọn họ bắt đầu điên cuồng. Bàn nhược ma âm do một vị vũ đế nổi tiếng như Cồn từ lâu trước kia sáng tạo ra. Nó là võ kỹ song âm cực kỳ cao minh, nhiễu loạn tinh thần của người nghe, dẫn động ma tâm. Người tu võ quan trọng nhất ôm nguyên thủ thần, ma tâm động thì chân khí rối loạn, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì mất mạng. Loại võ kỹ này cực kỳ bá đạo khó đề phòng. Sau này một thuật luyện sư thiên tài cải tạo bàn nhược ma âm thành trận pháp, tuy uy lực không bằng võ giả sử dụng nhưng cũng có hiệu quả tương tự, rất thích hợp cho công kích phạm vi lớn. Sau này bàn nhược ma âm trận dần phổ cập vào Thanh Loan chiến hạm lục giai, làm trận pháp chủ công. Đám người Hứa Phong chân khí sôi trào vận chuyển, có dấu hiệu vọt ra ngoài, càng muốn ức chế thì kết quả càng trái ngược lại, càng lúc càng sôi trào lên. Hứa Phong điên cuồng gầm rú. Thuật luyện sư chết tiệt, một đám phế vật. Hứa Phong định bay đi xa. Từ khi đến Thanh Hải trấn Hứa Phong luôn muốn sửa lại bàn nhược ma âm trận nhưng không tìm ra người nào có thể sửa chữa. Vất vả tìm kiếm mà không được gì. Không ngờ trận pháp bàn nhược ma âm lần đầu tiên thi triển ra chính Hứa Phong tự nhấm nháp. Cơn tức trong bụng cộng thêm tác dụng ma âm, Hứa Phong hộc máu, bị tổn thương chân nguyên. Trên bầu trời vang thanh âm lạnh lùng. Phương Thiên Hỏa Kích, Bạch Xí Quỷ Sát. Đoạn Việt vẻ mặt châm chọc nhìn Hứa Phong, xí hỏa màu trắng bao phủ Phương Thiên Hỏa Kích trong tay gã từ trên trời giáng xuống. Một phương không gian hoàn toàn bị Phương Thiên Hỏa Kích tỏa định. Không thể nhúc nhích. Hứa Phong giật mình kêu lên. Ngươi! Hứa Phong khó tin hét to. Sao? Sao ngươi không bị ma âm quấy nhiễu? Hứa Phong cảm giác khí huyết chạy ngày càng nhanh trong cơ thể, dần không theo gã điều khiển. Đoạn Việt thì vẻ mặt bình tĩnh, hơi thở quanh người như ẩn như hiện, nhẹ nhàng dài lâu, hoàn toàn không bị quấy nhiễu. Đoạn Việt lạnh lùng nói. Ngươi sắp chết biết nhiều làm gì? Mắt Đoạn Việt tràn ngập sát ý. Lần này nếu không có Lý Vân Tiêu thì Đoạn Việt đã cùng đám người Mã Văn Địch chết trong Nam Hải. Đương nhiên dù không có người Tinh Tú Tông ra mặt thì Đoạn Việt vẫn sẽ bị đám người Mã Văn Địch hại chết.
nhưng dù sao Đoạn Việt bị Hoành Nguyên truy sát mấy ngày, nếu không gặp sương mù cầu vồng thì cũng là cục diện chết chắc. Hiện giờ Đoạn Việt khâm phục Lý Vân Tiêu 100%. Thanh Tâm Quyết ngăn cản ma âm công kích cũng là nhờ Lý Vân Tiêu dạy cho. Thanh Loan chiến hạm cường đại không gì sánh bằng là nhờ có trận pháp công kích phạm vi lớn, không thể đề phòng này. Thanh Tâm Quyết chống đỡ được ma âm công kích tuyệt đối không tầm thường. Hứa Phong bực tức rít gào. Không, ta không cam lòng. Hứa Phong nhanh chóng kết ấn, nguyên khí cầu khổng lồ hiện ra trong lòng bàn tay gã. Trong quá trình kết ấn cơ thể Hứa Phong nứt nẻ, thoáng chốc toàn thân gã đẫm máu. Chân khí rốt cuộc chui ra khỏi cơ thể Hứa Phong. Có chết cũng kéo ngươi chết chung. Sóng nguyên khí, bảo, bảo, bảo. Quả cầu ánh sáng khổng lồ chớp mắt nổ tung. Phương thiên hỏa kích của Đoạn Việt vừa lúc đó đâm vào quả cầu, hai lực lượng va chạm. Bầu trời sáng trưng như ban ngày. Đám cường giả Vũ Tông của Tinh Tú Tông chạy tứ tán, bọn họ kinh khủng xoe tròn mắt, xoay người muốn chạy. Nhưng đa số cường giả Vũ Tông bị cuốn vào vòng xoáy hai lực lượng, chớp mắt thành tro. Đuôi Thanh Loan chiến hạm bị sóng xung kích đánh trúng rung bần bật. Thanh thế trận chiến này to lớn kinh động tất cả võ giả trong Thanh Hải Trấn, tất cả tránh thật xa cẩn thận quan sát, không ai dám tiến lên. Giờ phút này, thấy Hứa Phong tự bạo, đám cường giả Vũ Tông thành tro, đám võ giả Thanh Hải Trấn sợ hãi trợn mắt há hốc mồm. Những người Tinh Tú Tông bị Thanh Loan chiến hạm đẩy ra thì đã hóa đá. Hứa Phong cao cao tại thượng như thần trong lòng đám người Tinh Tú Tông. Trong phạm vi Thanh Hải Trấn này Hứa Phong thuộc hàng tồn tại đỉnh cao đếm trên đầu ngón tay. Có thể nói trong Thanh Hải Trấn, dù Hứa Phong gặp cường giả không đánh lại nhưng dư sức chạy trốn. Thế nhưng Hứa Phong nổ tung ngay trước mắt các võ giả Thanh Hải Trấn, hoàn toàn hóa thành bụi trần. Hai lực lượng va chạm phát ra ánh sáng trắng đâm đau mắt mọi người. Bọn họ nhắm mắt lại. Đoạn Việt bị lực lượng đó trùng kích phun máu, nội phủ tổn hại nặng. Đoạn Việt phất tay gọi về phương thiên hỏa kích, gã vội bay hướng Thanh Loan chiến hạm. Lúc này Thanh Loan chiến hạm chậm rãi chuyển đầu, phần đuôi bị trùng kích nặng nhìn thật thảm hại, nhưng chưa tổn thương đến giàn chính. Đoạn Việt chui vào trong, tăng tốc độ siêu nhanh bay hướng Nam Hải. Hai chiếc Thanh Loan chiến hạm luôn lơ lửng trên Thanh Hải Trấn giờ một chiếc bay đi, đám người Thanh Hải Trấn hoảng hốt không thói quen. Trong thành trì bên dưới vì mất đi một chiếc chiến hạm nên ánh nắng chiếu xuống, làm các vật kiến trúc nhiều năm không được ánh nắng chiếu vào bỗng chốc bừng sáng. Thanh Hải Trấn sáng sủa hơn nhiều. Không thể nào, lái đi rồi, hai chiếc chiến hạm giờ chỉ còn lại chiếc của Thiên Hạc Các. Rốt cuộc là ai làm? Mạnh quá! Đương nhiên là Phi Kiếm Tông, Trảm Hổ Môn, Thạch Phương Trai. Không có ba môn phái hợp sức làm sao tiêu diệt được Tinh Tú Tông. Ba môn phái đó có thực lực như vậy sao? Muốn giết Hứa Phong cần có cường giả Vũ Hoàng đi. Nói có lý, ta nghĩ bên trong có bàn tay Thiên Hạc Các nhúng vào, Tinh Tú Tông chỉ là rồng qua sông, hai phái sớm gai mắt nhau lâu rồi. Xuyệt, nhỏ giọng chút, mối ân oán giữa đại phái với nhau bớt bàn tán đi, tránh cho không biết chết như thế nào. Phương xa, trên một tòa tiểu lâu, ba lão nhân biểu tình trầm trọng nhìn chiếc Thanh Loan chiến hạm bay xa. Bọn họ im lặng thật lâu. Ba lão nhân là trưởng môn của Phi Kiếm Tông, Trảm Hổ Môn, Thạch Phương Trai, toát ra khí thế ước chừng là cao thủ Vũ Tông đỉnh cửu tinh. Trưởng môn Trảm Hổ Môn không kiềm được mở miệng nói. Hiện tại nên làm gì? Cơ hồ mọi người đều cho rằng là ba phái chúng ta làm. Trừ phi bắt được hung thủ, không thì có nhảy vào Hoàng Hà cũng khó rửa sạch. Trưởng môn Thạch Phương Trai lạnh lùng nói. Rửa sạch, hừ, tại sao phải rửa? Đây chẳng phải điều chúng ta muốn làm sao? Hiện tại có người làm không tốt hơn sao? Trưởng môn Trảm Hổ Môn khẽ thở dài. Vấn đề là chúng ta không làm. Người này một hơi hoàn toàn hủy căn cơ của Tinh Tú Tông trong Thanh Hải Trấn, tổng bộ Tinh Tú Tông ở đông vực xa xôi sẽ bỏ qua sao? Ta nghe nói Tinh Tú lão quái là cao thủ cửu thiên cảnh. Nếu cửu thiên cảnh giáng lâm Thiên Hương quốc chúng ta, đừng nói ba môn phái của ngươi và ta, dù là Thiên Hạc Các cũng không ngăn được. Trưởng môn Thạch Phương Trai không cho là đúng hử lạnh một tiếng. Tinh Tú lão quái nếu vượt qua vực đến đối phó chúng ta đó là làm trái luật thép do Thánh vực ban bố. Cho dù Tinh Tú lão quái có là cửu thiên cảnh, chẳng lẽ có thể đối kháng lại toàn Thánh vực sao? Trưởng môn Trảm Hổ Môn lắc đầu, nói. Chỉ cần chứng minh là chúng ta xuống tay thì không xem như làm trái luật thép của Thánh vực. Trưởng môn Thạch Phương Trai hỏi lại. Nhưng chúng ta không làm thì chứng minh thế nào?
Trưởng môn Trảm Hổ môn sửng sốt, gã phát hiện không cách nào nói rõ với thư sinh này. Những môn phái nho gia luyện hạo nhiên chính khí toàn là khí chất thư sinh, không hiểu chuyện đời. Trưởng môn Trảm Hổ môn lắc đầu, hỏi trưởng môn Phi Kiếm Tông. Trương huynh thấy sao? Trưởng môn Phi Kiếm Tông không nhìn hướng Nam Hải mà nhìn bên dưới chỗ chiến hạm Tinh Tú Tông tụm lại một chỗ. Biểu tình trưởng môn Phi Kiếm Tông trầm trọng nói. Có lẽ chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn. Trưởng môn Trảm Hổ môn, Thạch Phương trai kinh ngạc kêu lên. Như thế nào? Hai người tiến lên nhìn theo hướng ánh mắt trưởng môn Phi Kiếm Tông. Trưởng môn Phi Kiếm Tông cảm giác người ướt đẫm mồ hôi lạnh, kinh kêu. Mau đi cứu các đệ tử Tinh Tú Tông. Không biết là ai đang chém tận giết tuyệt bọn họ, nếu các đệ tử này chết thì chúng ta thật sự sẽ gánh tiếng xấu, chờ Tinh Tú lão quái vượt vực tìm tới. Trưởng môn Trảm Hổ môn, Thạch Phương trai hết hồn, cảm nhận sinh mệnh các đệ tử Tinh Tú Tông phía xa bị lấy mất, bọn họ vội vàng lao ra khỏi tiểu lâu. Nếu đám đệ tử bị giết hết tương đương một chi nhánh của Tinh Tú Tông bị bứng gốc, còn là giết sạch tàn nhẫn nhất. Dù tông chủ Tinh Tú Tông có vượt vực đến cũng là đương nhiên. Cửu Thiên Vũ Đế giáng lâm Nam vực đừng nói Phi Kiếm Tông, Trảm Hổ môn, Thạch Phương trai, dù là ba đế quốc Nam Bộ liên minh cũng chưa chắc cản nổi. Trên Thanh Loan chiến hạm Thiên Hạc Các, một lão nhân biểu tình trầm trọng nói. Tổ Chính Thanh, người đang chơi với lửa, nếu chọc giận Tinh Tú lão quái vượt vực đến thì trong Thiên Hương đế quốc ai có thể chắn. Một lão nhân khác, Tổ Chính Thanh sắc mặt âm trầm hừ lạnh một tiếng. Dương trưởng lão, đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Phân bộ của Tinh Tú Tông bị tiêu diệt, Tinh Tú lão quái quét sạch môn phái khác giúp chúng ta. Mây én không xảy ra sai lầm thì sau này trong Thanh Hải trấn có khoảng một nửa lợi nhuận thuộc về Thiên Hạc Các chúng ta. Dương trưởng lão tức giận quát. Nhưng hậu quả rất nghiêm trọng, nếu bị Tinh Tú lão quái biết là chúng ta làm thì các chủ cũng không bảo vệ ngươi được. Tổ Chính Thanh kiêu ngạo lạnh lùng cười. Dương trưởng lão lo xa quá. Có ba môn phái Phi Kiếm Tông, Trảm Hổ môn, Thạch Phương trai gánh tội thay, không đến lượt gã. Có gan mới làm giàu, người làm việc lớn sao có thể so đo tính toán. Dương trưởng lão tức giận người run rẩy nhưng không biết làm sao, lo lắng nhìn bên dưới. Các cao thủ Thiên Hạc Các bịt mặt hăng say giết đệ tử Tinh Tú lão quái. Giờ phút này Lý Vân Tiêu sớm đã khởi động Thanh Loan chiến hạm chạy như bay trong Nam Hải cách mấy ngàn dặm. Thanh Loan chiến hạm lơ lửng trên mặt biển. Vạn dặm tĩnh lặng, không có bóng người. Đoạn Việt mặt trắng bệch đứng trên chiến hạm, gã nhìn biển rộng và trời xanh, cảm thấy không chân thật. Đoạn Việt lẩm bẩm, thật sự cướp được Thanh Loan chiến hạm, điều này, sao có thể? Trong vụ nổ hai luồng lực lượng kia làm Đoạn Việt bị thương nặng, phong ấn lại khởi động, tu vi của gã rớt xuống vũ tông thất tinh, bị thương càng nặng hơn, sắc mặt rất tệ. Nhưng nhìn Thanh Loan chiến hạm xưa kia toàn phải ngước cổ nhìn. Thế nhưng chiến hạm này bị hai người dễ dàng đánh cắp, Đoạn Việt cảm thấy hoảng hốt, vẻ mặt nghi ngờ ngơ ngẩn. Đoạn Việt bỗng cảm thấy thiếu niên trước mắt gã không phải nhân loại. Lý Vân Tiêu chạy tới chạy lui trên chiến hạm, kiểm tra tình trạng của chiến hạm. Lý Vân Tiêu sắc mặt khó xem mắng. Thật là tông môn sĩ diện, không có tiền thì đừng chơi thứ cao cấp vậy. Nguyên chiến hạm chứ có thể lơ lửng khoe khoang ra ta không thấy có tác dụng gì. Đoạn Việt thói quen Lý Vân Tiêu cào nhau, nói. Người đã sửa chữa lại chủ trận phòng ngự, công kích rồi, chỉ tính công kích ma âm đủ chứng minh giá trị của chiếc chiến hạm. Lý Vân Tiêu lườm Đoạn Việt. Người có biết mới rồi mở ra vòng phòng ngự, công kích ma âm hơn 10 giây hao phí bao nhiêu nguyên tinh của ta không? Lý Vân Tiêu nhìn Đoạn Việt vẻ mặt hoang mang, hắn nhe răng nanh lạnh lùng nói. Tương đương với 5 vạn trung phẩm nguyên thạch. A. Đoạn Việt giật mình suýt té xuống biển, hét thất thanh. Đùa sao, mới có chút xíu đã mất 5 vạn trung phẩm nguyên thạch. Trận pháp này sẽ ăn nguyên thạch, bà nội nó, lão tử vất vả nửa năm, một năm cũng không kiếm được số tiền lớn như vậy. Lý Vân Tiêu âm trầm nhìn Đoạn Việt. Chứ ngươi nghĩ sao, chiến hạm lục giai có thể ảnh hưởng khí huyết, tinh thần của cường giả Vũ Hoàng, đây là công kích vượt cấp biến thái. Nếu không dựa vào nuốt nhiều nguyên khí. Người nghĩ Vũ Hoàng sẽ yếu như bút vậy sao? Đoạn Việt im lặng, cường giả Vũ Hoàng thất túc cảnh đã là đỉnh cao nhất Thiên Hương đế quốc, một món huyền khí lục giai có thể chấn vỡ tinh thần thủ nguyên của Vũ Hoàng đúng là rất nghịch thiên, nuốt nhiều nguyên thạch cũng bình thường. Đoạn Việt ngước nhìn sáu thuật luyện sư sợ hãi co ro trong góc, nhíu mày hỏi. Vân thiếu gia định xử lý sáu người này thế nào?
6 thuật luyện sư sợ hãi teo tim. 1 thuật luyện sư nổi lá gan cầu xin. Xin đừng giết chúng ta đều là thuật luyện sư tam giai, có lẽ sẽ hữu dụng với các ngươi. Nếu là trước kia Đoạn Việt còn thấy 6 người này là báu vật vô giá, nhưng từ lúc thấy qua Lý Vân Tiêu biến thái, thuật luyện sư khác không lọt vào mắt gã được. Đoạn Việt nhíu mày nói. Tha mạng cho bọn họ có khi nào xảy ra chuyện không? Sao người này dù gì là người của Tinh Tú Tông? Lý Vân Tiêu nói. Đừng lo, 6 người này khá quen thuộc chiến hạm, có chuyện cần dùng. Bây giờ quan trọng nhất là sửa lại chiến hạm này. Lý Vân Tiêu nhíu mày suy tư, mắt hấp háy. Lý Vân Tiêu lẩm bẩm. Chỉ còn cách tìm bọn họ. Bọn họ. Đoạn Việt nghi hoặc hỏi. Bọn họ là ai? Ai có bản lĩnh lớn đến mức sửa được Thanh Loan chiến hạm? Lý Vân Tiêu trầm ngâm nói. Trong Thương Minh thực lực đứng sau Vạn Bảo Lâu, mối làm ăn gì cũng dám nhận, Lôi Phong Thương Hội. Đoạn Việt trợn to mắt nói. Lôi Phong Thương Hội. Đoạn Việt kinh ngạc kêu lên. Lôi Phong Thương Hội cũng có trong Thiên Hương Đế Quốc, chỉ là một thương hội nhỏ. Ta nhớ cửa hàng của nó chỉ rộng cỡ một người, hình như chỉ có một, hai tiểu nhị, quanh năm không thấy buôn bán được gì. Lý Vân Tiêu nhìn Đoạn Việt như ngó đầu ngốc. Lôi Phong Thương Hội trong toàn bộ đại lục đều giống vậy, chẳng lẽ phẩu chê ông tòa lầu lớn mới là thương hội lớn? Đoạn Việt thói quen bộ dáng trong thiên hạ này ra lớn nhất của Lý Vân Tiêu, bình tĩnh nói. Dám nhận tất cả việc làm ăn, khoa trương quá, kêu bọn họ đi giết Bá Thiên Vũ Đế Ngạo Trường không thì họ có dám nhận không? Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng. Đương nhiên dám nhận, nhưng không ai trả nổi giá. Muốn giết Ngạo Trường không cần trả khoảng ức cực phẩm nguyên thạch đi. Hơn nữa Lôi Phong Thương Hội chỉ nhận tiền trước làm việc sau. Đoạn Việt há hốc mồm, thế này cũng coi như biến tướng không nhận việc. Nhưng nếu có biến thái trả ức cực phẩm nguyên thạch không biết Lôi Phong Thương Hội sẽ làm sao? Lý Vân Tiêu nhìn mặt biển, chỉ vào một hòn đảo nhỏ. Đáp xuống hòn đảo kia đi, Thanh Loan chiến hạm quá khổng lồ, không thể bỏ vào chữ vật giới tử, ta sẽ bày trận pháp trên đảo tạm giấu nó, lại đi tìm người Lôi Phong Thương Hội bàn việc làm ăn. Thanh Loan chiến hạm nhanh chóng lái tới bên trên hòn đảo nhỏ. Lý Vân Tiêu xem xét hạ địa hình, kêu 6 thuật luyện sư xuống, dạy bọn họ cách bày trận. Trận pháp có thể tàng hình đã vượt qua phạm trù tri thức của 6 thuật luyện sư. Nghe Lý Vân Tiêu giảng dạy tỉ mỉ, các thuật luyện sư mắt sáng rực, khao khát hấp thu. Trận pháp là cơ sở của thuật luyện chi đạo, bất cứ loại luyện chế nào đều cần thông qua trận pháp liên tục không ngừng cung cấp năng lượng để thuật luyện. Cho nên một thuật luyện sư cao cấp chắc chắn là một trận pháp đại sư. Có người không hứng thú với thuật luyện chi đạo, ví dụ xếp hạng nhất thiên địa phong vân bảng, được thánh vực ban cho danh hiệu vương tọa, vũ đế đằng quang là một trận pháp đại sư siêu mạnh. Nếu cho vũ đế đằng quang có đủ thời gian bài bố dẫn động thiên địa quy tắc, rót đất đai núi non, lực lượng trời trăng sao vào trận pháp thì dù là 9 vũ đế khác trong top 10 rơi vào trận pháp cũng khó thể đi ra. Lý Vân Tiêu bày trận pháp ẩn núp chỉ là một loại thủ thuật che mắt đơn giản, xóa bỏ ảnh hưởng không gian nơi có Thanh Loan chiến hạm, khiến người không phát hiện được. Nếu Lý Vân Tiêu phục hồi lại thực lực cửu giai đế giai thuật luyện sư thì có thể thông qua trận pháp phá không gian, kéo Thanh Loan chiến hạm vào hư không. Dù vũ đế phá không tiến vào cũng khó thể tìm ra chiến hạm. Rất nhanh một đại trận dài trăm thước được bày ra, thật nhiều nguyên thạch được khảm vào. Hòn đảo nhỏ và Thanh Loan chiến hạm bên trên nó dần mơ hồ, không gian vặn vẹo chậm rãi biến mất. Trong tầm mắt toàn là biển xanh, không còn thứ khác. 6 thuật luyện sư cảm thấy rất tự hào. Từ lúc Lý Vân Tiêu tu sửa trận pháp chủ công, phòng ngự của Thanh Loan chiến hạm đến nay bọn họ sinh ra lòng kính sợ thiếu niên này. Thiếu niên đi con đường thuật luyện chi đạo xa hơn bọn họ nhiều, ới có một ngày mà 6 thuật luyện sư học được trai thức nhiều còn hơn khổ tu một năm. Lý Vân Tiêu lo lắng thầm nghĩ. Đã đi hơn nửa tháng, không biết bây giờ Viêm Vũ Thành thế nào. Lý Vân Tiêu lấy ra Thanh Lang chiến xa, 8 người bay nhanh hướng Hỏa Ô Đế Quốc. 6 thuật luyện sư phập phồng lo sợ, nhưng lúc này bọn họ thân bất do kỷ, sau này chỉ có thể đi cùng Lý Vân Tiêu. Trong lòng 6 thuật luyện sư cũng rất vui vẻ, hy vọng đi theo thiếu niên sẽ giúp bọn họ tiến bộ hơn trong thuật đạo. Một ngày sau, Thanh Lang chiến xa tiến vào phạm vi Hỏa Ô Đế Quốc. Đoạn Việt mở miệng hỏi. Tiểu tử, rốt cuộc ngươi có thân phận gì? Bây giờ có thể nói cho ta được chưa? Đây là thắc mắc lớn nhất trong lòng Đoạn Việt. Lý Vân Tiêu nhìn tòa thành trì to lớn phía xa,
mỉm cười nói. Hỏa ô đế quốc phụ thuộc Thượng Vị quốc, thành chủ Viêm Vũ thành Thiên Thủy quốc. Đoạn Việt nhướng mày không tin. Hừ, chủ một thành trong vương quốc phụ thuộc, ngươi nghĩ ta ngốc sao? Với thực lực, tư chất ngươi biểu hiện ra ngoài, đáng sợ là mới có 15 tuổi, nói ngươi không phải đệ tử của đại thế lực nào thì ta chặt đầu cho ngươi ngồi. Đoạn Việt tự lầu bầu suy đoán. Trong hỏa ô đế quốc mạnh nhất là Tụ Thiên Tông, tiếp theo là Đoạn Tình Sơn, Thiên Châu Môn. Ta đoán ngươi rất có thể là đệ tử của Tụ Thiên Tông. Tề Phong Tông chủ Tụ Thiên Tông nghe nói đã bước chân vào bát hoang cảnh Vũ Tôn, hơn nữa sư phụ của Tề Phong, Hoa Thiên Thụ là Vũ Đế cửu thiên cảnh. Nguyên hỏa ô đế quốc chỉ có Tụ Thiên Tông mới nuôi ra yêu nghiệt như ngươi được. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Ta và Tụ Thiên Tông đúng là có chút quan hệ. Hoa Thiên Thụ là đồ đệ của hắn, tính ra Tề Phong là đồ tôn. Đoạn Việt đắc ý. Ha ha ha, quả nhiên bị ta đoán trúng. Đoạn Việt hớn hở hỏi. Nói mau, ngươi và Tụ Thiên Tông có quan hệ gì? Lý Vân Tiêu cười cười. Quan hệ là, ta biết bọn họ nhưng bọn họ không biết ta. Đoạn Việt khinh thường hừ lạnh một tiếng. Không tin. Không tin sao? Lý Vân Tiêu cười tủm tỉm nhìn Đoạn Việt, đầy ẩn ý nói. Nếu ta nói Tề Phong là đồ tôn của ta thì ngươi tin không? Đoạn Việt giật nảy mình, lau mồ hôi lạnh trên trán. Tiểu tử nhà ngươi cái gì cũng dám nói. Lời này nếu lọt vào tai Tụ Thiên Tông thì ngay sau đó ngươi sẽ tan xương nát thịt. Lão tử đã đi theo ngươi, sớm muộn gì sẽ mò rõ lai lịch của ngươi. Hừ, chờ xem ngươi làm sao chối. Trong Viêm Vũ Thành, phủ đệ thành chủ ban đầu giờ đã thành phế tích. Trong phế tích sừng sững một tòa tháp đơn sơ không bị hư hỏng gì. Mấy chục người phập phồng lo sợ nhìn lão nhân người đỏ rực đứng trước mặt. Lão nhân áo đỏ nhìn chằm chằm tháp đơn, đánh một đấm. Quyền phong bốc cháy đoàn lửa lớn đập mạnh vào tháp đơn, nhưng một vầng sáng vàng lóe lên từ ngọn tháp ngăn cản lửa cháy, tan biến. Lão nhân áo đỏ chỉ vào một người cụt tay đứng trong đám đông. Ngươi, lại đây! Lão nhân áo đỏ sắc mặt khó xem nói. Tòa tháp này là như thế nào? Người cụt tay sợ hãi rụt rè tiến lên trước, run cầm cập nói. Đại nhân, ta không biết. Lão nhân áo đỏ nhíu mày. Người cụt tay sợ quá té ra sau, kinh hoàng bỏ thụt lùi. Người cụt tay mặt như đưa đám, bi thương gào khóc. Tất cả là do Lý Vân Tiêu, toàn là Lý Vân Tiêu làm. Đại nhân chỉ cần bắt Lý Vân Tiêu đến thì mọi chuyện sẽ rõ. Người cụt tay chính là Huỳnh Dương Hỏa. Lần trước Lý Vân Tiêu trong Vô Thượng Cung trộm bảo bối, Lý Giật rất hận hắn, cả ngày suy nghĩ cách nào công bố sự thật cho mọi người biết, xúi phụ tử Mã Thiên Hà tính sổ với Lý Vân Tiêu. Khi Lý Giật nghĩ ra một kế hoạch vẹn toàn thì lão nhân tự xưng Huỳnh Dương Hỏa đột nhiên xuất hiện, không nói không rằng trực tiếp hành động, giết hơn một nửa đệ tử Vô Thượng Cung, cuối cùng bắt phụ tử Mã Thiên Hà hành hạ 3 ngày 3 đêm đến chết. Mãi tới lúc chết phụ tử Mã Thiên Hà vẫn không hiểu là ai hãm hại bọn họ, không chỉ bảo bối trong tứ phương lâu biến mất, cơ nghiệp và mạng sống cũng thành bọt nước. Huỳnh Dương Hỏa giết phụ tử Mã Thiên Hà xong không chiếm được đáp án mình muốn thì lửa giận hừng hực. Khi Huỳnh Dương Hỏa định san bằng Nguyên Thiên Thủy Cung, Lý Giật rốt cuộc đã tìm hiểu chuyện gì xảy ra. Óc Lý Giật lóe tia sáng, gã chút hết mọi chuyện lên đầu Lý Vân Tiêu. Lý Giật không biết Huỳnh Dương gia bị diệt môn có phải do Lý Vân Tiêu làm không, nhưng gã chính mắt thấy Lý Vân Tiêu hãm hại Huỳnh Dương Minh. Lý Giật suy đoán giữa hai bên chắc chắn có mâu thuẫn, gã làm như vậy vừa giữ mạng sống cho mình, còn kéo kẻ thù lớn cho Lý Vân Tiêu, một hòn đá trúng hai chim. Huỳnh Dương Hỏa bắt mấy chục người còn sống lao tới Viêm Vũ Thành, tìm một vòng không thấy bóng dáng Lý Vân Tiêu đâu. Huỳnh Dương Hỏa nổi điên đánh nát phủ thành chủ, thế mới phát hiện tháp đơn khác lạ lông tóc không tổn hao gì. Huỳnh Dương Hỏa hầm hừ nói. Cút đi, phế vật. Huỳnh Dương Hỏa liếc qua từng người đứng đó, lạnh lùng nói. Đám rác rưởi các ngươi bây giờ lập tức tìm khắp thành cho ta. Bắt hết thiếu nữ xinh đẹp từ 10 đến 20 tuổi. Có ai dám chạy ra khỏi thành thì giết không tha. Huỳnh Dương gia hiện tại trừ Huỳnh Dương Hỏa ra đều bị hủy diệt. Huỳnh Dương Hỏa trừ muốn trả thù ra còn việc lớn hơn là khai chi tán diệp, không thể để truyền thừa Huỳnh Dương gia cắt đứt tại đây. Trong lòng Huỳnh Dương Hỏa dự định ngày ngự mấy nữ, phát tán nổi giống. Với tu vi hiện tại của Huỳnh Dương Hỏa cách thất thúc cảnh Vũ Hoàng chỉ có một bước. Trong vòng mấy năm này nếu Huỳnh Dương Hỏa vượt qua ngưỡng cửa này ít nhất có thể sống thêm 200 năm.
bình thường cố gắng, cẩy cấy, nhiều chút, trước khi lão tỏa hóa dư sức phục hưng lại Huỳnh Dương ra. Đám đệ tử vô thượng cung mới đầu tưởng Huỳnh Dương hỏa kêu bọn họ lùng sục toàn thành tìm Lý Vân Tiêu, nghe mệnh lệnh xong xoe tròn mắt. Nhưng đám người như được đại xá, vội vàng tản ra. Lý Giật bò dậy định chạy đi. Huỳnh Dương hỏa liếc Lý Giật, lạnh lùng nói. Ngươi ở lại. Lý Giật cảm giác như bồ nước lạnh đổ xuống đầu, làm lòng gã lạnh lẽo. Lý Giật sợ hết hồn hết vía tiếp tục đứng ở một bên cẩn thận hầu hạ Huỳnh Dương hỏa. Huỳnh Dương hỏa đi vòng quanh tháp đơn, hét to, hai tay không ngừng vỗ ra. Các ngọn lửa bắn ra hình thành biển lửa bao vây tòa tháp, từ từ đun cháy. Một luồng sáng vàng khuếch tán từ thân tháp hình thành vòng bảo hộ, hoàn toàn ngăn cách ngọn lửa. Huỳnh Dương hỏa nhướng mày, hừ mạnh lẩm bẩm. Ta chờ xem ngươi chống chọi được bao lâu, Thanh Liên địa hỏa của ta không tắt, đốt nửa năm, một năm, ta không tin các ngươi chịu đựng được. Huỳnh Dương hỏa hiểu lầm Lý Vân Tiêu núp trong tháp sử dụng trận pháp phòng ngự. Lão cho rằng trong một lúc không phá mở được, chờ thời gian lâu thì phòng ngự siêu mạnh này rất tốn nguyên thạch, chờ khi năng lượng không đủ cung ứng thì kết quả chỉ có con đường chết. Huỳnh Dương hỏa rất có kiên nhẫn ngồi xếp bằng trước tháp đơn rực cháy lửa, lão nhắm mắt điều dưỡng. Lý Giật đáng thương, lửa cháy hong khô da gã. Lý Giật không dám đi, chỉ có thể cưỡng ép vận chuyển chân khí ngăn cản. Nhưng chân khí bị hao phí rất nhanh, không lâu sau người Lý Giật khô quắt. Trên bầu trời cách mấy ngàn dặm, mười mấy võ giả đứng nhìn xuống dưới. Đoàn người chia hai nhóm, ba người đứng đằng trước nhất là Chu Cẩn, Tân Bì, Áo Địch Già. Hơn 10 người phía sáu là cao thủ các đại thế gia trong Hỏa Ô Đế Quốc phái ra, tu vi thấp hơn ba người Chu Cẩn nhiều, nên không dám đứng phía trước. Đám người này luôn đi theo sau Huỳnh Dương Hỏa, muốn xem kết quả như thế nào. Khi vô thượng cung bị hủy diệt, bọn họ chỉ đứng xa nhìn. Huỳnh Dương hỏa biết một đám người theo sau lưng mình, tuy lão tức giận nhưng đành bó tay. Chu Cẩn khoanh tay trước ngực, sờ cằm, nhíu mày nói. Viêm Vũ Thành này đúng là kỳ lạ, các ngươi có thấy trong tiểu tháp kia là trận pháp gì không? Có thể ngăn cản Thanh Liên địa hỏa của Huỳnh Dương hỏa, cũng ngăn cách thần thức của chúng ta, thật không đơn giản. Tân Bì cũng đầy nghi ngờ. Mắt nhìn chằm chằm tòa tháp nhưng không thể xem thấu nó. Tân Bì nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ giết Huỳnh Dương ra là thành chủ Viêm Vũ Thành làm? Thế này thật hoang đường, dù là Vương Thất Thiên Thủy Quốc cũng không có thực lực như vậy, nhưng cái tháp lùn kia. Tháp đơn chỉ cao 4, 5 thước, chiếm diện tích 10 thước vuông. Tháp được xây dựng vì giấu giới thần bi, ngoại hình càng là xấu xí khó coi, chẳng có một chút mỹ cảm. Không ai ngờ rằng bên trong tháp có huyền khí không gian, thứ này rất kinh thế hãi tục, xem như là Hoàng Thất Hỏa Ô Đế Quốc cũng chưa từng thấy loại huyền khí như vậy. Cho nên mọi người nghĩ rằng tháp lùn này dựa vào một tòa đại trận chống đỡ. Áo Địch Già biểu tình nghiêm túc nói. Không biết loại trận pháp này phạm vi phòng ngự lớn nhất cỡ bao nhiêu. Tháp lùn bộ dạng cực kỳ xấu xí nhưng chắc bên trong đặt thứ rất quan trọng, không thì chẳng được đại trận như vậy bảo vệ. Ta thấy trận thế này đủ sánh ngang với Hộ Sơn đại trận cỡ nhỏ. Áo Địch Già nói hấp dẫn những người khác suy nghĩ sâu xa. Loại trận pháp này nếu phóng to thì không thể ước chừng giá trị của nó được. Thanh Liên địa hỏa của Huỳnh Dương hỏa đủ sánh bằng cường giả Vũ Hoàng Chính Tông nhưng không thể phá vỡ trận pháp của tháp lùn. Nếu được trận pháp này làm đại trận hộ viện thì lực phòng ngự của thế gia sẽ lên cao một bậc, dù gặp tình cảnh như Huỳnh Dương gia cũng không đến nỗi thành cho trong chớp mắt. Nghĩ đến đây cao thủ các địa thế gia mắt sáng rực nhìn chằm chằm bên dưới, bọn họ chờ đợi kết quả. Tuy Huỳnh Dương hỏa nhắm mắt nhưng trong lòng rất giật mình. Thanh Liên địa hỏa đã bị Huỳnh Dương hỏa luyện hóa, như huyền khí của võ giả, tinh thần hợp nhất. Hiện tại Huỳnh Dương hỏa cảm nhận rõ ràng tháp lùn bị Thanh Liên địa hỏa đốt nhưng không tổn hao chút gì, hoàn toàn lành lặn. Huỳnh Dương hỏa nghiến răng thầm nghĩ. Nếu Huỳnh Dương gia ta có đại trận này hộ tộc sao đến nông nỗi gặp diệt tộc. Huỳnh Dương hỏa hận ngứa răng. Ta nhất định phải lấy được đại trận này. Huỳnh Dương hỏa ngước đầu nhìn trời, sắc mặt âm trầm nói. Đám súc sinh đứng xem kịch, lão tử sớm muộn gì sẽ đùa chết các ngươi. Hai tay Huỳnh Dương hỏa bắt ấn đánh vào địa hỏa cháy hừng lực, thế lửa bốc cao vài phần, màu rực rỡ hơn. Đột nhiên một áng mây đen xẹt qua bầu trời, che đi ánh mặt trời. Huỳnh Dương hỏa giật mình kêu lên. Ai đó? Mắt Huỳnh Dương hỏa như đao, thần thức bắn ra, là một chiếc thanh lang chiến xa nho nhỏ, một luồng sáng từ chiến xa chiếu xuống.
Một khuôn mặt thiếu niên non nớt hiện ra trước mặt Huỳnh Dương Hỏa. Thiếu niên đôi mắt như sao, sát ý sắc bén phát ra từ người hắn làm Huỳnh Dương Hỏa là cường giả Vũ Tông đỉnh cửu tinh cũng thấy run. Trên trời cao mấy ngàn dặm, con người Chu Cẩn nở to, kinh hoàng hét thất thanh. Là hắn. Tân Bì, Áo Địch già cũng giật mình. Chu Cẩn khó tin nói. Thì ra là thiếu niên, hay hắn thật sự là người của Viêm Vũ Thành. Chu Cẩn lẩm bẩm. Thiếu niên gian xảo, hấp dẫn ánh mắt chúng ta vào Vô Thượng Cung. Vô Thượng Cung đúng là oan, tự nhiên bị diệt môn. Áo Địch già nghẹo cổ, mắt lóe tia sáng lạnh nói. Không biết Vô Thượng Cung và những địa phái Bắc Vực có quan hệ gì, chuyện này sẽ ảnh hưởng rất lớn, cho người Bắc Vực có cớ vượt vực đến. Rắc rối lớn đây. Tân Bì mặt không biểu tình, không rõ tâm tình hiện tại của gã như thế nào. Tân Bì bình tĩnh nói. Ngọn nguồn chuyện này do thiếu niên kia, người diệt Vô Thượng Cung là Huỳnh Dương Hỏa, liên quan gì Hỏa Ô Đế Quốc chúng ta? Thái độ của Tân Bì rất rõ ràng, nếu xảy ra chuyện lớn sẽ đẩy trách nhiệm lên đầu thiếu niên, Huỳnh Dương Hỏa. Các cao thủ Vũ Tông thế gia khác ngạc nhiên nhìn xuống dưới. Đặc biệt hai trưởng lão của Chu gia là Chu Sử và Chu Hưng càng thấy hoang mang. Viêm Vũ Thành luôn bị Chu gia chú ý. Theo bọn họ điều tra trong thời gian này thì lúc trước Vạn Bảo Lâu đấu giá ngũ hành đỉnh rất có thể là Viêm Vũ Thành giết người cướp báu vật. Chu gia không tin được kết quả điều tra, mặc dù có tin đồn Vạn Bảo Lâu đứng sau lưng Viêm Vũ Thành nhưng không thể nào vì một cái ngũ hành đỉnh bình thường mà đắc tội Chu gia đi. Trưởng lão Trình gia là Trình Hòa cũng rất bất ngờ, ánh mắt kỳ dị liếc Chu Sử, Chu Hưng. Ba người nhìn nhau, thấy ngạc nhiên và khó tin trong mắt đối phương. Viêm Vũ Thành nho nhỏ dám đắc tội cùng lúc hai đại thế gia, nếu không phải chuyện Huỳnh Dương gia rất kỳ lạ, người các đại thế gia bất an, không dám tùy tiện hành động thì Trình gia sớm phái người tiêu diệt Viêm Vũ Thành. Hiện tại xem ra đúng là không đơn giản như bọn họ nghĩ. Huỳnh Dương Hỏa trầm giọng hỏi. Tiểu tử, ngươi là ai? Ánh lửa chiếu rọi khuôn mặt Huỳnh Dương Hỏa đặc biệt dữ tợn. Lý Dật gần như bị nướng chín đau đớn ngước lên nhìn. Gã nhảy cẫng lên như bị điện giật, la lên. Lý Vân Tiêu, đại nhân, hắn chính là Lý Vân Tiêu, thành chủ Viêm Vũ Thành, Lý Vân Tiêu. Trên bầu trời, tim Chu Cẩn đập nhanh, biểu tình trầm trọng. Lúc Lý Vân Tiêu xuất hiện Chu Cẩn đã suy đoán nhưng giờ được chứng thực vẫn làm gã rất giật mình. Những người khác cũng vậy. Mặt Lý Vân Tiêu lạnh băng đáp xuống biển lửa, thanh liên địa hỏa ngập trời không thể tổn thương Lý Vân Tiêu một ly, thậm chí lùi lại. Lão nhân áo đỏ lạnh lùng hỏi. Ngươi là ai? Huỳnh Dương Hỏa thầm hết hồn. Thanh liên địa hỏa của lão chính là thiên địa dị hỏa, cực kỳ bá đạo cường đại, dù là cường giả vũ hoàng cũng không dám ngay mặt đón đỡ. Huỳnh Dương Hỏa vì luyện hóa ngọn lửa này mà sụt tu vi, nếu không lão sớm bước vào thất túc cảnh. Huỳnh Dương Hỏa luyện hóa thanh liên địa hỏa, dù là vũ hoàng nhất tinh vừa vào thất túc cảnh cũng không dám ngay mặt đón đỡ mũi nhọn. Tiểu tử này hơi thở mới chỉ là vũ quân nhất tinh sao có thể ngăn lại dị hỏa của lão. Lý Vân Tiêu ở trong thanh liên địa hỏa kêu xèo xèo nhưng bản thân hắn không bị tổn thương chút nào. Trán Lý Vân Tiêu hiện ra một luồng hỏa vân màu sắc rậm sặc sỡ. Thanh liên địa hỏa như gặp phải vật gì cực kỳ đáng sợ, chúng nó tránh khỏi thân thể Lý Vân Tiêu, quanh người hắn hình thành chân không. Lý Dật nghiến răng nghiến lợi kêu to. Đại nhân, chính là hắn. Chính là hắn diệt Huỳnh Dương gia, giá họa cho Vô Thượng Cung. Toàn là lỗi của Lý Vân Tiêu, hại gã mất đi phú quý vinh hoa, cụt một tay, cuỗm sạch bảo bối vốn nên thuộc về gã, giờ chịu đau đớn thấu xương tại đây. Lý Dật hận không thể cắn từng miếng thịt của Lý Vân Tiêu xuống. Nhìn quanh thân Lý Vân Tiêu trống trơn, Lý Dật còn tưởng Huỳnh Dương Hỏa cố ý làm vậy, sợ đốt chết hắn không nhận được đáp án. Lý Dật vội nói. Đại nhân! Tiểu tử này cực kỳ gian xảo, hãy mau đốt chết hắn trả thù cho mọi người. Đám người trên bầu trời cũng cho rằng Huỳnh Dương Hỏa cố ý chừa một khoảng trống, tránh cho trực tiếp đốt chết Lý Vân Tiêu. Huỳnh Dương Hỏa mắng. Lão phu làm việc còn cần ngươi dạy. Cút. Huỳnh Dương Hỏa trừng mắt, một luồng lửa hình thành nắm đấm đánh vào Lý Dật. A, cực hàn chân khí. Lý Dật hoảng hồn, sợ hãi hồn vía lên mây, vội vận chuyển chân khí lên đến đỉnh. Dầm. Lý Dật bị hỏa quyền đánh trúng, phòng ngự cực hàn chân khí bị đánh nát, lửa bao bọc người gã bay đi mấy con phố mới dừng lại. May mắn là Lý Dật không chết. Lý Dật đau đớn lăn lộn dưới đất, nhưng thanh liên địa hỏa dễ bị dập tắt sao?
Lý Dật vội vận chuyển chân khí khống chế thế lửa trên người yếu dần. Cực hàn chân khí vốn là công pháp vô thượng của siêu đại phái Bắc Minh Huyền Cung Bắc Vực, Bắc Minh Huyền chân khí cải biên ra, uy lực vô cùng. Tuy rằng thanh liên địa hỏa không dễ dập tắt nhưng chân khí gột lửa, thế lửa yếu nhất. Có điều Lý Dật bị đốt khét đen. Trong lòng Huỳnh Dương Hỏa vô cùng giật mình, thanh liên địa hỏa không phải bị lực lượng nào đẩy ra mà là nó sợ hãi chạy trốn. Huỳnh Dương Hỏa luyện hóa thanh liên địa hỏa nhiều năm, sớm tâm ý tương thông nên lão cảm nhận được ngọn lửa kinh sợ thế nào. Cảm giác như con dân bình thường nhìn thấy vương giả cao cao tại thượng, không sinh ra nổi lòng chống cự. Huỳnh Dương Hỏa hút ngụm khí lạnh. A, à, lần đầu tiên xuất hiện tình huống này, khiến Huỳnh Dương Hỏa cẩn trọng nghiêm túc hỏi. Lão Hu là Huỳnh Dương Hỏa, chính là ngươi diệt Huỳnh Dương gia của ta. Người đứng trên trời lấy làm lạ, từ khi nào Huỳnh Dương Hỏa trở nên dễ nói chuyện vậy? Lúc trước vô thượng cung bị Huỳnh Dương Hỏa không nói không rằng giết sạch, tiêu diệt môn phái người ta. Nhưng ngẫm lại chắc giận quá trở nên bình tĩnh, trời biết khi nào Huỳnh Dương Hỏa sẽ nổi bão. Lý Vân Tiêu con ngươi co rút. Thì ra là chó già Huỳnh Dương gia, còn có người sống. Mắt Lý Vân Tiêu bắn ra tia sáng lạnh, hỏa vân trên trán gần như chui ra ngoài. Ngọn lửa xung quanh bị ảnh hưởng lại thụt lùi khoảng cách lớn, gần như chạy về bên cạnh Huỳnh Dương Hỏa. Trước Phượng Hoàng chân hỏa thì vạn hỏa đều lùi. Huỳnh Dương Hỏa vừa kinh vừa giận vô cùng, lão quát to. Quả nhiên là ngươi, Huỳnh Dương gia của ta có thù lớn gì với ngươi mà xuống tay độc ác như vậy? Giết một người của ta thì ta diệt toàn tộc của ngươi. Một câu làm bốn phương kinh, các cường giả trên bầu trời hoảng sợ biến sắc mặt. Ngọn lửa chiếu rọi Lý Vân Tiêu rực rỡ, khí chất khó hình dung khuếch tán, như thể thiên địa to lớn đều nằm trong lòng ta. Lý Dật ở gần đó đang trị thương kinh hoàng trợn tròn mắt nhìn Lý Vân Tiêu. Cùng là vũ quân nhưng Lý Dật cảm thấy hênh lệch giữa hai người càng lúc càng lớn. Từ lúc Lý Vân Tiêu còn là võ sĩ đã không thèm để Lý Dật vào mắt. Hiện tại hai người cùng là vũ quân nhưng đối phương với khí thế ngạo nghễ thiên hạ, đâm Lý Dật mù mắt, gã không có tư cách nhìn thẳng hắn. Trong lòng Lý Dật tràn ngập oán hận và bực tức, gã nguyền rủa Lý Vân Tiêu bị Huỳnh Dương Hỏa đập chết. Ngông cuồng! Huỳnh Dương Hỏa giận dữ bật cười nói. Ngươi là cái thứ gì? Lý Vân Tiêu đầy sát ý, thanh âm lạnh lùng nói. Huỳnh Dương gia bây giờ chỉ còn lại con nó già nhà ngươi. Chờ một lúc nữa Huỳnh Dương gia sẽ hoàn toàn xóa sổ khỏi đại lục. Huỳnh Dương Hỏa tức điên. Muốn chết. Huỳnh Dương Hỏa nhớ lại gia tộc của mình sừng sững ngàn năm trên Hỏa Ô đế quốc nhưng bỗng nhiên bị một thiếu niên tiêu diệt, cảm giác như mơ. Đổi lại Huỳnh Dương gia bị vô thượng cung tiêu diệt thì Huỳnh Dương Hỏa còn chấp nhận được. Chờ ta đốt ngươi thành tro rồi sẽ luyện tháp lùn này, lột ra rút gân từng người bên cạnh ngươi. Hai tay Huỳnh Dương Hỏa liên tục chuyển động. Ngọn lửa xung quanh phun ra nuốt gào. Nhanh chóng một quả cầu lửa to lớn hình thành, Huỳnh Dương Hỏa giơ nó cao qua đầu ném mạnh xuống. Quả cầu lửa to lớn hơn 30 thước như mặt trời rơi xuống, vật xung quanh bị lửa đốt trọi. Một tay Huỳnh Dương Hỏa bắt ấn quyết, hét to một tiếng. Bạo, lưu tinh hỏa vũ. Quả cầu lửa to lớn nổ tung hóa thành muôn vàn quả cầu lửa tựa mưa sao băng rít gào giáng xuống. Các cường giả trên bầu trời nín thở nhìn chằm chằm. Hế lửa mạnh mẽ làm bọn họ ở trên cao ngàn dặm vẫn cảm nhận được các tầng sóng nhiệt. Lực lượng một kích kia tuyệt đối không kém hơn Vũ Hoàng. Xem ra Huỳnh Dương Hỏa ngừng lại tu vi, bế quan luyện hóa thanh liên địa hỏa là lựa chọn chính xác. Có thiên địa kỳ hỏa trợ giúp thì đột phá Vũ Hoàng dễ như trở bàn tay. Hơn nữa khi đó cường giả Vũ Hoàng bình thường không đánh lại Huỳnh Dương Hỏa. Lý Vân Tiêu nhìn lửa cháy hừng hực giáng xuống, lòng hắn máy động, lực lượng trong thức hải dâng lên. Lý Vân Tiêu quát lớn vào tới trước, đại bằng dương cánh thành con chim lửa. Giới thần bi gần trong gang tấc tâm ý tương thông với Lý Vân Tiêu, hiện ra trong thức hải của hắn càng rõ ràng hơn. Thần hỏa trong linh hồn Lý Vân Tiêu bị thiên địa kỳ hỏa hừng hực lôi kéo, càng đốt càng dữ dội. Thức hải của giới thần bi chớp mắt biến thành biển lửa, sắp xuyên qua hỏa vân trên trán Lý Vân Tiêu bay ra ngoài. Lý Vân Tiêu biến sắc mặt. Dù có giới thần bi từ xa liên tục phát ra hồn lực nhưng biển lửa trong thức hải không theo hắn điều khiển. Nếu lửa vọt ra thì hậu quả không thể tưởng tượng. Lý Vân Tiêu ngửa đầu hét to một tiếng. Growl! Lý Vân Tiêu cưỡng ép ức chế lửa trong thức hải, cơ thể hắn đỏ rực, máu đốt nóng. Lưu tinh hỏa vũ đầy trời chợt khựng lại, mang theo nỗi sợ vô tận giáng xuống.
Lưu tinh hỏa vũ không còn khí thế kinh thiên, chúng nó như có linh thức né tránh Lý Vân Tiêu, nổ đì đùng quanh thân hắn. Mặt đất bùng cháy biển lửa. Không ai phát hiện chi tiết nhỏ này, nhưng Huỳnh Dương Hỏa bị rung động rất nhiều. Huỳnh Dương Hỏa và Thanh Liên Địa Hỏa tâm thần hợp nhất, cảm nhận được nỗi sợ hãi, rung động từ sâu trong linh hồn. Huỳnh Dương Hỏa xoe tròn mắt, cực kỳ kích động nói. Kỳ hỏa, trong cơ thể hắn cũng có thiên địa kỳ hỏa. Huỳnh Dương Hỏa tu luyện công pháp hỏa hệ cả đời, lão tiếp xúc các loại lửa nhiều vô số kể, Thanh Liên Địa Hỏa là thiên địa kỳ hỏa cực mạnh. Nhưng kỳ hỏa trong cơ thể Lý Vân Tiêu có đẳng cấp cao hơn Thanh Liên Địa Hỏa nhiều. Thiên địa kỳ vật làm sao có thể cho con kiến vũ quân nhà ngươi sở hữu được? Mắt Huỳnh Dương Hỏa lóe tia sáng lao vào biển lửa, nhanh tranh nói. Để ta nhìn xem là thứ gì giấu trong cơ thể ngươi. Trong ngọn lửa bùng cháy có một khoảnh đất trống. Vẻ mặt Lý Vân Tiêu đau đớn vùng vẫy, hắn đã dùng hết sức ức chế phượng hoàng chân hỏa trong cơ thể nhưng vô dụng. Chí cường bá thể có dấu hiệu bị nung nóng hòa tan, sóng nhiệt tràn ra từ làn da. Đây là... Huỳnh Dương Hỏa lao vào biển lửa, cảm nhận hơi thở trên người Lý Vân Tiêu, con người lão co rút. Hơi thở viễn cổ siêu mạnh khuếch tán, khiến Huỳnh Dương Hỏa sợ hãi, trong biển lửa nhưng không thấy ấm chút nào. Viễn cổ thần hỏa, loại cảm giác này, là vận ý truyền thừa từ viễn cổ. Huỳnh Dương Hỏa kích động lắp bắp nói. Thiên địa kỳ chân như vậy sao ngươi xứng có được, cho ta, mau cho ta ngọn lửa này. Huỳnh Dương Hỏa muốn cướp nhưng bị khí thế chấn nhiếp, lão rón rén không dám tiến lên. Mắt Lý Vân Tiêu tràn ngập đau đớn, giây lát sau mắt hắn bắn ra tia sáng, hỏa vân trên trán hiện ra. Ý vận viễn cổ chân hỏa chấn động. Tiếng chim hót như truyền thừa từ thượng cổ loáng thoáng truyền ra từ biển lửa. Chiếp! Thanh Liên Địa Hỏa cháy hừng hực như bị nước đổ vào, bỗng chốc lạnh xuống. Dù lửa của Thanh Liên Địa Hỏa còn rực cháy nhưng giảm xuống dưới 0 độ C, rất là yếu ớt. Huỳnh Dương Hỏa khựng lại, lão và Thanh Liên Địa Hỏa tâm thần hợp nhất, cũng cảm nhận được lạnh lẽo như thế. Đây không phải khí lạnh phát ra từ người Lý Vân Tiêu, đó là trong linh thức Thanh Liên Địa Hỏa vì sợ hãi đến tột độ mà sinh ra lạnh lẽo. Huỳnh Dương Hỏa trợn to mắt vất vả ngăn cản nỗi sợ từ sâu trong linh hồn. Rốt cuộc là vật gì mà khiến kỳ hỏa của ta sợ như vậy? Linh thức Thanh Liên Địa Hỏa chịu tàn phá cực lớn trực tiếp ảnh hưởng đến tâm thần của Huỳnh Dương Hỏa, lão bị sợ hãi phản phệ. Càng làm Huỳnh Dương Hỏa hãi hùng là cùng với tiếng chim hót, bóng lửa như mộng như huyễn, như có như không bay ra từ trán Lý Vân Tiêu lao vào cơ thể lão. Chớp mắt chân khí trong người Huỳnh Dương Hỏa bị đốt trọi hơn phân nửa, lão như rơi vào địa ngục lửa, sắp bốc cháy. Đây là... Huỳnh Dương Hỏa không rảnh quan tâm tâm cơ thể bị thương nặng, mắt thẫn thờ, con người co rút. Rốt cuộc Huỳnh Dương Hỏa nhớ ra ảo ảnh đẹp hoàn mỹ kia là gì, con người lão nở to. Huỳnh Dương Hỏa hét thất thanh. Ra đó là... Một tiếng thở dài từ trên trời vọng xuống ngắt lời Huỳnh Dương Hỏa nói. Ai, để ta làm cho. Một luồng sáng bay ra từ thanh lang chiến xa, đoạn Việt cõng phương thiên hỏa kích sau lưng, vẻ mặt hờ hững đáp xuống kiếm Huỳnh Dương Hỏa. Lý Vân Tiêu phun búng máu. Phụt! Phượng cổ ý lao ra khỏi hỏa vân, lửa trong thức hải của Lý Vân Tiêu bình tĩnh lại, bị hắn khống chế đè trở lại linh hồn. Nhưng cơ thể Lý Vân Tiêu bị thương nặng, không kiềm được hun búng máu, liên tục thụt lùi mấy bước mới ổn định hơi thở. Từ sau khi Lý Vân Tiêu có được Phượng Hoàng chân hỏa, hắn thử khống chế nó rất nhiều lần, ít nhất có thể ngưng tụ ra một luồng chân hỏa. Nhưng Lý Vân Tiêu toàn thất bại. Sâu trong Nam Hải, lúc Côn Ngô thần thụ niết bàn, lần đầu tiên Lý Vân Tiêu thử khống hỏa thần quyết thì nhẹ nhàng dễ dàng, làm hắn nảy sinh dã tâm lại muốn điều khiển thần hỏa. Nên Lý Vân Tiêu kêu Đoạn Việt ở lại thanh lang chiến xa, một mình hắn xuống dưới đối địch. Dù sao trên bầu trời có nhiều cường giả, một vị vũ hoàng nhị tinh là lá bài tẩy siêu mạnh, Lý Vân Tiêu không muốn lộ ra quá sớm. Nhưng Lý Vân Tiêu không ngờ vẫn không thành công điều khiển, thế hắn mới biết lúc ở Nam Hải. Bởi vì Côn Ngô thần thụ rót nhiều thiên địa linh khí vào nên hắn mới thi triển ra Phượng Hoàng chân hỏa được, dù vậy cũng phải trả giá niết bàn. Thần vật truyền thừa từ viễn cổ không đơn giản, Lý Vân Tiêu phỏng đoán nếu không có thực lực đẳng cấp vũ đế thì đừng mong khống chế. Huỳnh Dương Hỏa giật mình kêu lên. Ngươi là ai? Mới đầu Đoạn Việt toát ra thực lực vũ tông thất tinh không lọt vào mắt Huỳnh Dương Hỏa, bây giờ lão bị thương nặng vẫn dư sức xử người này. Huỳnh Dương Hỏa chỉ e ngại Lý Vân Tiêu.
Nhưng giây lát một tay Đoạn Việt bắt ấn quyết, miệng niệm pháp quyết. Khí thế trên người Đoạn Việt tăng vùn vụt, chỉ vài giây đã đột phá thất túc cảnh. Một Vũ Hoàng. Vũ Hoàng nhị tinh. A. À. Huỳnh Dương Hỏa giật nảy mình, hút ngụm khí lạnh thụt lùi, lão kinh hoàng hỏi. Ngươi là ai? Huỳnh Dương Hỏa khống chế lửa xung quanh rụt về, chui vào cơ thể của lão, nhanh chóng tu sửa kinh mạch, thân thể bị ảo ảnh Phượng Hoàng chân hỏa đốt bỏng. Kỳ hỏa có linh, không chỉ công kích còn có thể tẩm bổ thân hình, kinh mạch trị thương. Lửa biến mất, tình huống dưới đất phô bày trước mắt mọi người. Lúc trước Lý Vân Tiêu khác lạ tuy đám cường giả biết nhưng không chắc. Hiện giờ nhìn Lý Vân Tiêu toàn thân cháy đen bị thương, trước người có vết máu thì cho rằng hắn bị thanh liên địa hỏa của Huỳnh Dương Hỏa làm bị thương. Đám người rất ngạc nhiên, Lý Vân Tiêu chỉ có tu vi vũ quân nhất tinh sao có thể sống tiếp được. Bọn họ rất khó tin. Lúc này đám người giật mình kinh hoàng, từ người Đoạn Việt phát ra khí thế trầm ổn như núi cao đè nặng ngực bọn họ nghẹn lại ngộp thở. Tân Bì con người co rút, vẻ mặt giật mình kêu lên. Vũ Hoàng nhị tinh. Chu Cẩn. Áo Địch già kinh sợ nhìn nhau, Vũ Hoàng thất túc cảnh toàn là đẳng cấp bá chủ dưới vòm trời nam vực này. Biểu tình Chu Cẩn cực kỳ trầm trọng hỏi. Người kia là ai, lạ mắt quá. Bọn họ hầu như biết mặt một số Vũ Hoàng nổi danh. Áo Địch già lắc đầu, trầm giọng nói. Tốt nhất chỉ là cường giả ẩn sĩ của môn phái nào, ta sợ là. Mọi người hiểu ý của Áo Địch già, bọn họ lo nhất là cường giả ba vực khác vượt vực đến. Thiên Vũ Đại Lục chia bốn vực giới, tổng thể thực lực của Nam vực yếu nhất, không thể đối kháng lại ba vực khác. Trừ bốn vực giới ra còn tồn tại một số nơi siêu nhiên khác, người bình thường căn bản không biết ở nơi nào. Ví dụ Thánh vực trên danh nghĩa thống lĩnh Thiên Vũ Đại Lục, đa số người chỉ biết có Thánh vực tồn tại, cụ thể ở đâu thì hiếm người biết. Còn có Hóa Thần Hải, chỉ khi thuật luyện sư đến thất giai đến một chỗ tương ứng mới có người dẫn đi. Tân Bì liên tục thay đổi sắc mặt nhìn Đoạn Việt. Lạnh nhạt nói. Mặc kệ người này đến từ đâu, Viêm Vũ Thành không còn đơn giản nữa. Lúc trước ta nghe nói sau lưng Viêm Vũ Thành có Vạn Bảo Lâu, nhưng Chu Bác luôn phủ nhân, chắc là giả. Vậy thế lực phía sau Viêm Vũ Thành rốt cuộc là ai? Mắt Áo Địch già lóe tai sáng lạnh, lạnh lùng nói. Hiện tại Tu Di Sơn sắp mở ra, không thể có chút sơ sẩy nào, hay đi xuống bắt người này khảo vấn thử. Tân Bì sụ mặt kiên quyết nói. Tuyệt đối không thể, Tu Di Sơn mở ra, ba vực khác vực tuy rằng như hổ rình mồi nhưng chưa bao giờ làm gì quá đáng. Nếu có thế lực muốn xen vào càng mong gì chúng ta gây lớn chuyện, càng lớn càng tốt, có như vậy bọn họ mới có cơ hội hôi của. Chỉ cần chúng ta không dục dịch, mặt trên có luật thép của thánh vực, không ai lớn gan ngang nhiên vi phạm. Hừ, luật thép con khỉ. Áo Địch già bất mãn nói. Tuy không dám làm ngay mặt nhưng lần nào Tu Di Sơn mở ra không có đệ tử của các đại thế lực trà trộn vào. Thật đáng hận. Tân Bì hờ hững liếc qua Áo Địch già, nói. Trên đời này làm gì có công bằng tuyệt đối. Có thể giữ vẻ ngoài đàng hoàng đã là tốt. Từ hôm nay trở đi xếp Viêm Vũ Thành vào đối tượng chú trọng giám thị, mê hẽn bọn họ không gây sự thì cứ mặc kệ. Chờ Tu Di Sơn mở ra xong mới tính sổ sau. Chu Cẩn, Tân Bì, Áo Địch già không nói chuyện nữa. Bọn họ lạnh lùng nhìn xuống dưới, mặc cho tình hình phát triển. Các trưởng lão thế gia sau lưng Chu Cẩn, Tân Bì, Áo Địch già thì mặt âm trầm như nước. Đặc biệt là Chu Sử, Chu Hưng của Chu gia, Trình Hòa của Trình gia. Ba người liếc nhau, ánh mắt lo âu, kiêng dè. Bên dưới, Đoạn Việt lạnh nhạt nhìn Huỳnh Dương Hỏa, khinh thường nói. Người sắp chết biết nhiều làm gì? Đoạn Việt chỉ một cái. Phương Thiên Hỏa Kích hiện ra trong không trung điên cuồng hấp thu nguyên khí bốn phía, khuếch tán lực lượng kinh người. Đoạn Việt lạnh lùng nhìn Huỳnh Dương Hỏa, lạnh nhạt nói. Lửa của ngươi không tệ, giao cho ta đi, ban cho ngươi chết toàn thân. Huỳnh Dương Hỏa giật mình kêu lên. Cái gì? Huỳnh Dương Hỏa liên tục thụt lùi mấy bước, không ngờ đối phương thèm thanh liên địa hỏa của lão. Mắt Đoạn Việt càng lạnh băng. Ta biết ngươi muốn kéo dài thời gian. Nhưng dù ngươi hoàn toàn lành vết thương cũng không có phần thắng. Ngón tay Đoạn Việt nhấn một cái. Phương Thiên Hỏa Kích, Bạch Xí Quỷ Sát. Phương Thiên Hỏa Kích hấp thu nguyên khí vô tận xé gió đâm xuống. Mắt Huỳnh Dương Hỏa bừng cháy giận dữ. Muốn cướp thanh liên địa hỏa của ta. Dù ngươi có là Vũ Hoàng nhị tinh thì ta cũng không sợ. Huỳnh Dương Hỏa bay vọt ra né tránh Phương Thiên Hỏa Kích, lửa bay ra từ đôi tay lão.
Ngọn lửa co rút lại, Huỳnh Dương Hỏa Anh dũng xông hướng Đoạn Việt. Trên bầu trời, Áo Địch Gia nở nụ cười nghiền ngẫm. Chậc chậc, Huỳnh Dương Hỏa không uổng là kinh nghiệm chiến đấu giả dân, đối diện Vũ Hoàng Nhị Tinh gặp nguy không loạn. Áo Địch Gia tấm tắc khen. Ngươi thấy hắn có hy vọng thắng không? Tân Bì mặt không biểu tình lạnh nhạt nói. Trong nguy hiểm có một đường sự sống, nhưng dù gì cách biệt một đại cảnh giới. Trừ phi đối phương là tay mơ, kinh nghiệm chiến đấu không đủ, nếu không rất khó khăn. Mỗi ngày Đoạn Việt giết động vật biển trên Nam Hải, bàn về kinh nghiệm chiến đấu trừ Lý Vân Tiêu ra gã vượt trên tất cả mọi người. Đoạn Việt không thèm giấu vẻ mặt trào phúng. Thiêu thân lao đầu vào lửa. Hai tay Đoạn Việt chắp vào nhau bắt pháp ấn chụp ra ngoài. Một luồng sáng màu lam như mặt hồ khuếch tán, toát ra bình yên làm người tĩnh lặng, như thể không gian biến thành mặt nước cắt đứt bầu trời làm hai. Huỳnh Dương Hỏa giật nảy mình, chiêu thức của đối phương tuy không mạnh nhưng là võ kỹ thủy hệ chính tông, cộng với đẳng cấp tu vi cao hơn gã, vừa lúc ức chế khí thế lửa trên người lão. Lý Vân Tiêu cũng rất ngạc nhiên, không ngờ Đoạn Việt còn có chiêu này. Võ kỹ mạnh nhất của Đoạn Việt chắc chắn là hỏa hệ, nhưng Bạch Xí Chi Hỏa không thể sánh bằng Thanh Liên Địa Hỏa, bị Huỳnh Dương Hỏa khắc chế. Sử dụng Bạch Xí Chi Hỏa chẳng bằng dùng võ kỹ thủy hệ không quen thuộc, dựa vào cảnh giới cao hơn đối phương một bậc trực tiếp ức chế. Hơn nữa kỹ háp thủy hệ thiên về nhu, sức sát thương không mạnh, tránh cho trực tiếp giết Huỳnh Dương Hỏa, còn có cơ may rút Thanh Liên Địa Hỏa trong người đối phương. Lý Vân Tiêu thầm kinh ngạc, không ngờ cái tên đầu gỗ này khi chiến đấu có chút tài năng. Trên bầu trời, Tân Bì nhướng mày, khẽ thở dài. Người này chắc chắn là cao thủ kinh nghiệm dày gian, Huỳnh Dương Hỏa không có phần thắng. Uy nhiếp cảnh giới kiềm chế làm Huỳnh Dương Hỏa rơi vào tuyệt vọng. Đừng vội càn rỡ, dù có chết ta cũng kéo ngươi làm đệm lưng. Mắt Huỳnh Dương Hỏa lóe tia quyết tuyệt, bi thảm tức giận quát. Muốn Thanh Liên Địa Hỏa, xuống một tìm ta xin đi. Một luồng sáng trắng bắn ra từ ngực Huỳnh Dương Hỏa. Từng vòng lửa khuếch tán xông vào mặt hồ lam tĩnh lặng khiến hơi nước sôi trào, không gian lung lay. Huỳnh Dương Hỏa điên cuồng cười. Ha 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 ha, người cả thành chôn cùng ta đi. Trên bầu trời. Nguy rồi, Huỳnh Dương Hỏa định dẫn động Thanh Liên Địa Hỏa tự bảo. Chu Cẩn giật mình kêu lên. Vũ Tông đỉnh cửu tinh cộng thêm Thanh Liên Địa Hỏa, nếu tự bảo thì nguyên viêm Vũ Thành sẽ rơi vào biển lửa. Khuôn mặt Áo Địch Gia trong sóng nhiệt trở nên mờ ảo, hừ lạnh một tiếng. Liên quan gì chúng ta? Mắt Áo Địch Gia lóe tia phức tạp, lạnh nhạt nói. Tiếc là không thể nhìn thấu trận pháp trong tháp lùn kia. Tân Bì sắc mặt âm trầm, đồng ý với Áo Địch Gia. Mắt thấy nguyên viêm Vũ Thành sắp chìm vào biển lửa, những người có mặt o ai sống sót. Nhưng ở trong mắt đám cường giả thì những người đó không khác gì con kiến toàn thành chết đi. Trong khi Huỳnh Dương Hỏa điên cuồng, một thanh âm lạnh lùng coi rẻ chui vào tai lão. Cả thành chôn cùng, ngươi xứng sao? Huỳnh Dương Hỏa ngây người, nhìn hướng phát hiện thanh âm, thấy vẻ mặt Lý Vân Tiêu rẻ rúng nhìn lão. Huỳnh Dương Hỏa ngạc nhiên, lão thấy đôi mắt màu đỏ. Não Huỳnh Dương Hỏa ù vang, một thoáng mất đi thần thức. Khi mất thần thức Huỳnh Dương Hỏa hiểu ngay có chuyện gì. Nguy rồi, là công kích tinh thần. Huỳnh Dương Hỏa hoảng sợ nhìn Lý Vân Tiêu, lòng tràn ngập kinh hoàng. Khiến Huỳnh Dương Hỏa tuyệt vọng hơn là mắt lão hoa lên, cú đấm của Đoạn Việt tới nơi, đánh vào ngực lão. Thanh Liên Địa Hỏa kết nối tinh thần với Huỳnh Dương Hỏa bị đôi tay to chui vào cơ thể khống chế. Ngươi! Huỳnh Dương Hỏa tuyệt vọng gầm lên. Ta không cam lòng. Bùm! Cơ thể Huỳnh Dương Hỏa nổ tung. Vũ Tông đỉnh cửu tinh tự bạo tuy cũng đầy uy lực nhưng không đến mức tạo thành phá hoại phạm vi lớn. Đoạn Việt vận chuyển chân khí cưỡng ép chống đỡ uy lực vụ nổ, cơ thể bị thương nặng. Đoạn Việt không dám tránh né, Thanh Liên Địa Hỏa trong tay còn trong tầm kiểm soát. Nếu Đoạn Việt không ức chế được Thanh Liên Địa Hỏa, để nó nổ chung với Huỳnh Dương Hỏa thì hậu quả không tưởng tượng nổi. Con người Áo Địch Gia co rút, giật mình khó hiểu hỏi. Có chuyện gì? Sau phút cuối Huỳnh Dương Hỏa khựng lại để người kia có cơ hội. Chu Cẩn, Tân Bì cũng lộ vẻ hoang mang, ngạc nhiên, đắm chìm trong suy tư. Bọn họ cũng không biết tình huống vừa rồi thế nào, Huỳnh Dương Hỏa không thể bỗng dưng đứng im không nhúc nhích được. Chu Cẩn thở dài, cười khổ nói. Muốn biết đáp án thì phải đi hỏi Huỳnh Dương Hỏa. Mắt Tân Bì bắn ra tia sáng nhìn chằm chằm Thanh Liên Địa Hỏa trong tay Đoạn Việt,
biểu tình liên tục thay đổi, gã đang đấu tranh tâm lý. Áo địch già liếc Tân Bì, mỉm cười nói. Như thế nào, động tâm, là cướp kỳ hỏa giết hết người ên dưới hay tiếp tục mắt lạnh bàng quan? Giá trị của thanh liên địa hỏa này không tầm thường, không thua gì huyền bí bình thường. Nếu thường xuyên luyện hóa thanh liên địa hỏa có thể trực tiếp tăng lên cảnh giới một tinh. Tân Bì nghe áo địch già nói xong sắc mặt dịu lại, bình tĩnh nói. Hừ, ta không tu luyện võ kỹ hỏa hệ, có thời gian luyện hóa thanh liên địa hỏa cũng đủ cho ta tiến bộ một tinh. Người này thu phục thanh liên địa hỏa đã không thành vấn đề, chuyện Huỳnh Dương gia cũng có kết quả, tảng đá đè trong lòng các vị rời đi. Tập thể giải tán. Ánh mắt Tân Bì trở nên xa xôi. Nhưng mà... Tân Bì nghiêm túc nói. Nhưng Tu Di Sơn sắp mở ra, hy vọng mọi người tiếp tục giữ cảnh giác, đừng gây rắc rối gì. Viêm Vũ Thành đột nhiên nổi lên, sau lưng nó chắc chắn có núi dựa. Ta hy vọng thế gia nào từng có mâu thuẫn với Viêm Vũ Thành hãy kiềm chế một chút, cố gắng đừng dây vào Viêm Vũ Thành, tránh cho xảy ra ngoài ý muốn. Thế gia ngàn năm tuy không dễ ngã nhưng lúc ngã thì chỉ trong một giây. Huỳnh Dương gia là ví dụ tốt nhất. Tân Bì nói xong ánh mắt cố ý vô tình liếc qua Chu gia, Trình gia, dần biến mất trong không trung. Chu Cẩn, áo địch già nghiền ngẫm nhìn đám người, biến mất theo Tân Bì. Trưởng lão Chu gia, Trình gia cảm nhận ánh mắt Chu Cẩn, Tân Bì, áo địch già liếc qua, bọn họ dùng mình. Chờ mọi người tán đi, Chu Sử, Chu Hưng, Trình Hòa sắc mặt âm trầm lén thảo luận một lúc rồi tự bay về. Đoạn Việt bắt chặt thanh liên địa hỏa, dốc hết sức mạnh trấn áp nó, chậm rãi hút vào cơ thể mình. Huỳnh Dương hỏa tự bạo khiến Đoạn Việt bị thương nặng, nhưng nếu không thừa dịp này hấp thu thanh liên địa hỏa ngay thì khó thể ức chế nó tiếp. Một khi Đoạn Việt buông tay, kỳ hỏa này sẽ phá không bay đi, thanh liên địa hỏa trở về thiên địa vô tận thì khó mà tìm lại nó. A! À, Đoạn Việt hút một hơi, há mồm trực tiếp nuốt thanh liên địa hỏa xuống, cơ thể gã trở nên đỏ rực. Đoạn Việt đau đớn lăn lộn dưới đất, gào rú thảm thiết. Lý Vân Tiêu nhìn Đoạn Việt đau khổ quằn quại, hét hướng thanh lang chiến xa trên bầu trời. Xuống đây hết đi, hợp sức 6 người lại chân áp kỳ hỏa cho hắn. 6 bóng người từ chiến xa bay xuống, kinh sợ nhìn bốn phía sau đó bao vây Đoạn Việt, sử dụng hồn lực cường đại chân áp kỳ hỏa trong người gã. Mặc dù trợ giúp không lớn nhưng giảm bớt nhiều đau đớn CS Đoạn Việt. Giờ phút này, đám người trên bầu trời đã đi sạch, Lý Giật không biết chạy đi đâu. Lý Vân Tiêu nhìn Đoạn Việt giảm bớt đau đớn, hắn thở phào nhẹ nhõm. Lý Vân Tiêu nhìn tháp đơn lùn, mỉm cười đánh ra mấy linh quyết, tiến vào trong. Giới thần bi vốn là huyền khí liên kết tinh thần với Lý Vân Tiêu, tuy hắn chưa hoàn toàn luyện hóa nhưng nhiều ít cảm giác được vật bên trong. Lý Vân Tiêu đi vào, đột nhiên xuất hiện trên phương thốn sơn, phía dưới là giạt rào sức sống, linh khí sung túc, môi trường không bị bên ngoài ảnh hưởng chút nào. Mấy chỗ phía xa Lý Vân Tiêu cũng cảm nhận được nhiều võ giả đang khổ tu. Đột nhiên bên dưới có người reo lên, phất tay kêu gọi. Vân thiếu gia đã về. Lý Vân Tiêu tập trung nhìn lại, cười tủm tỉm đáp xuống. Lý Vân Tiêu xoe tròn mắt, kinh ngạc nói. Cổ Vinh, người thăng cấp tam giai. Vẻ mặt Cổ Vinh thỏa mãn chạy tới nói. Nhờ ơn Trương Đại Sư, Hứa Đại Sư trợ giúp ta, toàn vì nể mặt Vân thiếu gia. Lý Vân Tiêu đá đít Cổ Vinh, hỏi. Bên ngoài có hai lão già Vũ Tông đến, các người có ai bị thương không? Cổ Vinh hơi biến sắc mặt nói. Lúc Hồng Binh ở bên ngoài cảm giác lão già kia đến, kêu mọi người rút vào trong tháp đơn, sau đi ra điều tra mấy lần bị lão già kia một chiêu đánh bị thương nặng trốn về. Sau này lão gài không tìm được người thế là san bằng phủ thành chủ. Lý Vân Tiêu thở hắt ra. Cơ hồ không có tử thương, may mắn. Vậy vết thương của Tiền Đa Đa thế nào? Cổ Vinh trả lời. Hai vị đại sư đã sắp xếp trị thương, chắc không có vấn đề gì lớn. Cổ Vinh kinh ngạc nói. Vân thiếu gia vào bằng cách nào? Lão già kia đi đâu rồi? Lý Vân Tiêu nói. Lão già đó đã chết, người thông báo nhóm Hồng Binh ra ngoài xây lại phủ thành chủ của ta, cố gắng mở rộng thành trì. Trong thời gian ngắn sẽ không ai dám đến cửa. Bên ngoài có người bị thương nặng, đang chữa trị. Đừng quấy rầy hắn. Lý Vân Tiêu nói xong không đợi Cổ Vinh trả lời đã biến mất tại chỗ, giây sau hắn ở trong hang ngầm dưới phương thốn sơn. Cổ Vinh giật mình trợn to mắt nói. Chết, chết rồi. Cổ Vinh nghe Tiền Đa Đa nói lão già bên ngoài rất có thể là cường giả Vũ Hoàng, vậy mà chết.
Đầu óc Cổ Vinh chết máy. Vũ Hoàng ở trong Hỏa Ô Đế Quốc là tồn tại uy hiếp một phương, vậy mà chết trong Viêm Vũ Thành. Điều này sẽ gây ra náo động lớn cỡ nào? Cổ Vinh không dám tưởng tượng. Tuy Cổ Vinh luôn mù quáng tôn sùng Lý Vân Tiêu nhưng gã không dám tin hắn có thể giết một Vũ Hoàng, nếu đồn ra ngoài thì nguyên Hỏa Ô Đế Quốc sẽ chấn động. Cổ Vinh không biết rằng lúc này Hỏa Ô Đế Quốc đã rúng động. Lý Vân Tiêu đến hang ngầm, cảm nhận hơi thở ập vào mặt. Huyền Lôi Kinh Vân Hống đã đột phá đến lục giai, hơi thở khác biệt làm Lý Vân Tiêu giật mình. Yêu khí dã tính cuồng bạo tràn ngập, Huyền Lôi Kinh Vân Hống làm nũng dụi chân Lý Vân Tiêu. Nếu bị người ngoài nhìn thấy sẽ ngạc nhiên rất cằm. Vì yêu thú bị hạn chế huyết mạch nên khó thể đột phá, một khi đột phá sẽ thay đổi hình dạng, thực lực mạnh hơn cùng đẳng cấp bình thường. Lý Vân Tiêu xem xét kỹ, phát hiện lông và đôi mắt Huyền Lôi Kinh Vân Hống lóe sắc vàng đúng là khác lạ. Lý Vân Tiêu kinh ngạc kêu lên. Là vương giả chi quang của yêu tộc. Lý Vân Tiêu cảm nhận kỹ khí vàng yếu ớt trên người Huyền Lôi Kinh Vân Hống, nâng cằm nhỏ giọng nói. Trong tổ tiên của tiểu tử ngươi chắc chắn từng bị vương giả yêu tộc đè, hoặc từng là vương giả yêu tộc nên để lại huyết mạch ẩn tính. Chết tiệt, ngươi lời to. Sau khi khẳng định suy đoán của mình, Lý Vân Tiêu đá Huyền Lôi Kinh Vân Hống văng ra, nạt. Đi canh chừng cho ta, không được để ai đến quấy rầy. Lý Vân Tiêu kiểm tra tình huống giới thần bi, nàng trừ hôn mê sâu ra không có gì khác lạ, sức sống mạnh hơn người bình thường. Lý Vân Tiêu nhìn khuôn mặt xinh đẹp bình yêu ngủ, lòng dao động. Lý Vân Tiêu cười cười lấy một khối dưỡng hồn mộc thật to ra, bắt đầu bài bố. Đám người ở trong hang ngầm cảm nhận hơi thở của Lý Vân Tiêu, giật mình đi ra xem nhưng bị Huyền Lôi Kinh Vân Hống ngăn cản. Bọn họ thấy Lý Vân Tiêu luyện hóa cái gì đó bên cạnh mộng vũ thế là nín thở, không dám quấy rầy. Lý Vân Tiêu nâng dưỡng hồn mộc trong hai tay, luyện hóa giữa hư không. Mấy năm nay Côn Ngô thần thụ hấp thu hồn phách đều tẩm bổ thụ linh, cho nên dưỡng hồn mộc này không tinh thuần. Điều Lý Vân Tiêu cần làm là tinh luyện ra một tia tinh hồn trong một đống dưỡng hồn mộc để bù đắp lũ hồn phách đã mất của mộng vũ. Thời gian chậm rãi trôi, vụn gỗ hỏng bị vứt bên cạnh Lý Vân Tiêu chất ngày càng nhiều. Giữa hư không, một lũ tơ hồn xanh không ngừng cô đọng, trong mỗi khối dưỡng hồn mộc chỉ có thể cô đọng ra một chút xíu tinh hồn, muốn gom lại thành tơ rất là khó khăn. Khiến mọi người câm nín là dường như Lý Vân Tiêu có dưỡng hồn mộc vô cùng tận, lấy hoài không hết. Hai ngày sau, một lũ tinh hồn tinh thuần nhất cô đọng xong, tỏa hồn lực mờ nhạt trong không trung, hấp dẫn khiến người muốn nuốt vào. Người Lý Vân Tiêu ướt đẫm mồ hôi nhưng hắn cười rất vui vẻ. Hi hi, đây là vật siêu bổ, nếu thuật luyện sư bình thường nuốt vào e rằng hồn lực lập tức tăng một bậc ngay. Lạc Vân Thường đứng nhìn, mắt mông lung. Nụ cười thoải mái này khiến Lạc Vân Thường như trở về trước kia, trùng hợp với vị đại nhân kia. Lạc Vân Thường rất ngạc nhiên là tại sao Lý Vân Tiêu thường hay vô tình có nhiều điểm giống với vị đại nhân kia, bởi vì hắn là đệ tử của đại nhân sao? Không chỉ thế, Lạc Vân Thường kiên quyết bác bỏ. Tuy Lạc Vân Thường chưa từng thấy mấy đệ tử của Cổ Phi Dương nhưng nàng từng gặp Dương Dịch, từ mặt nào cũng khác hẳn Cổ Phi Dương. Lý Vân Tiêu thường khiến Lạc Vân Thường có ảo giác vị đại nhân kia ngay trước mặt nàng. Tại sao có cảm giác giống nhau nhiều đến thế? Trong lòng Lạc Vân Thường nảy lên một ý tưởng đáng sợ, lòng giấy sóng. Lạc Vân Thường tự hỏi lòng. Có khi nào Lý Vân Tiêu là nhi tử ruột của đại nhân kia? Lạc Vân Thường liếc trộm Lý Trường Phong vẻ mặt căng thẳng đứng bên cạnh nàng, Lý Thuần Dương mắt hấp háy. Lạc Vân Thường bật cười, thầm trách mình sao lại có ý tưởng hoang đường như vậy. Nhìn từ bề ngoài thì Lý Vân Tiêu đúng là dòng giống của Lý Thuần Dương. Lạc Vân Thường rối rắm thầm nghĩ. Nhưng vì sao khiến ta có cảm giác mãnh liệt đến vậy? Tại sao bóng dáng của hắn trùng hợp với đại nhân? Lạc Vân Thường nhìn động tác của Lý Vân Tiêu, ánh mắt dần si mê. Khuôn mặt đẹp trai kia đang cười vui rót một lũ tinh hồn vào cơ thể mộng vũ. Trong khoảnh khắc này, lòng Lạc Vân Thường nảy ra hờn ghen khó miêu tả. Nếu người nằm trong trận pháp là nàng thì tốt biết mấy. Lạc Vân Thường bị ý nghĩ của mình làm hết hồn. Nàng hoảng sợ rồi lại không thể kiềm được tưởng tượng tiếp. Cảm xúc rất muốn thay thế mộng vũ như độc dược lan tràn, khiến Lạc Vân Thường khó tin, không thể thoát ra được. Vẻ mặt Lạc Vân Thường ngơ ngác nhìn từng hành động của Lý Vân Tiêu. Bây giờ ta truyền một thiên vô thượng luyện hồn chi thuật, nàng hãy ghi nhớ. Một tay Lý Vân Tiêu bắt kiếm quyết chỉ vào trán mộng vũ, chậm rãi nói. Nhân sinh thủy hóa viết phách,
tức sinh phách, dương viết hồn. Dùng vật tinh nhiều tức hồn phách cường, bản từ hình khí mà có, hình khí tức thù, hồn phách khác nhau. Phụ hình chi linh là phách, phụ khí chi thần. Lời Lý Vân Tiêu lầm rầm như tiếng chuông chiều chấn động hang núi, như ý truyền đạo. Thanh âm không chút che giấu mà tụ lại vang vọng khắp Phương Thốn Sơn. Giờ phút này, tất cả thuật luyện sư hoảng sợ ngừng luyện chế, giật mình ngây người, rất nhanh chuyển sang mừng như điên. Đám người máu nóng sôi trào như ăn xuân dược và thấy mỹ nữ tuyệt trần, khó thể kiềm chế. Trương Thanh Phàm ngừng lại, kích động nhỏ giọng nói. Luyện hồn thuật, là luyện hồn thuật. Trương Thanh Phàm nhanh chóng kiềm chế cảm xúc, cẩn thận lắng nghe, sợ bỏ qua một chữ nào. Cổ Vinh đang định đi thông báo Hồng Binh bỗng như bị điện giật. Đây là... Cổ Vinh kinh kêu. Luyện hồn thuật, thanh âm này, đúng là của Vân Thiếu Gia. Lại một thiên luyện hồn thuật, cao sâu khó dò hơn lần trước truyền cho ta. Lạc Vân Thường lấy lại tinh thần, giật mình nghe mỗi chữ Lý Vân Tiêu nói. Lạc Vân Thường cũng là thuật luyện sư, biết giá trị của mấy thứ này. Lạc Vân Thường cẩn thận lắng nghe. Lý Vân Tiêu giảng nửa canh giờ mới ngừng lại. Lý Vân Tiêu nhìn khuôn mặt bình yên ngủ của Mộng Vũ, khẽ thở dài. Dùng vật tinh nhiều tức hồn phách cường, tiếp theo toàn dựa vào chính mình. Hãy sớm tỉnh lại, Mộng Vũ. Lý Vân Tiêu thở dài thườn thượt, quay người đi. Một giọt lệ trượt dài xuống gò má Mộng Vũ khi Lý Vân Tiêu quay lưng đi. Giây sau Phương Thốn Sơn điên cuồng, Lý Vân Tiêu giảng hơn nửa canh giờ, những người này lại cảm giác thời gian chỉ trôi qua trong chớp mắt. Đặc biệt những người không nghe hiểu, không thể ghi nhớ thì sốt ruột xoay quanh. Trương Thanh Phàm và Hứa Hàn liếc nhau, lấy giấy bút ra điên cuồng ghi lại, sau đó đối chiếu của nhau xem có lầm lẫn gì không, vắt óc nghiên cứu. Thiên luyện hồn thuật này làm mấy chục thuật luyện sư trong Phương Thốn Sơn hơn một tháng không luyện chế thứ gì, tất cả chìm đắm trong suy nghĩ, không màng ăn uống. Một đoạn thời gian sau, tập thể thuật luyện sư gầy trơ xương. Khi Lý Vân Tiêu ra khỏi trận pháp, Lý Thuần Dương bay tới ngay. Tiểu tử, mấy ngày nay ngươi chạy đi đâu? Lý Thuần Dương đấm mạnh vào Lý Vân Tiêu. Còn tưởng đâu ngươi đã chết ở bên ngoài, chết tiệt. Cú đấm tràn ngập thân thiết, yêu thương. Lý Vân Tiêu cười khổ, không tránh né, ưỡn ngực chịu đựng. Dầm. Lý Thuần Dương chỉ hùng hổ ngoài mặt đánh nhẹ Lý Vân Tiêu, ai ngờ đánh trúng người cảm giác như trúng khối sắt, bị sức mạnh đánh bật về, chấn cánh tay lão tê dần, xương cốt sắp vỡ ra. Lý Thuần Dương kinh ngạc kêu lên. Cái này, cơ thể của ngươi làm sao vậy? Lát sau con ngươi Lý Thuần Dương co rút, kinh hoàng hét lên. Ngươi, mù mắt ta rồi, ngươi là vũ quân nhất tinh. Má ơi! Tiếng giống của Lý Thuần Dương hù người trong hang động hết hồn. Đám người Tiêu Khinh Vương, Lý Trường Phong, Y An, Kế Mông vân vân há hốc mồm, hóa đá. Hơn nửa tháng tăng một đại cảnh giới. Dù tính hết thiên tài từ xưa đến nay cũng không có tốc độ khủng bố như thế. Một đại cảnh giới, cửu tầng tiểu tinh cảnh. Mọi người có mặt tại đây từ đại võ sư nhất tinh đến vũ quân nhất tinh đều là gian khổ tu luyện, mấy chục năm mới đột phá được. Trong đó Lạc Vân Thường có thiên phú cao nhất cũng mất vài năm để xông vào vũ quân, đây còn là nhờ vô thượng tâm pháp thần Tiêu Cung. Nhưng Lý Vân Tiêu, nửa tháng, mọi người rất muốn đập đầu tự tử. Tiêu Khinh Vương mếu máo, trong thời gian này nhờ có nhiều nguyên thạch, đan dược, cộng thêm linh khí đậm đặc hơn bên ngoài gấp trăm lần, Tiêu Khinh Vương đột phá đến vũ tông nhị tinh. Vốn Tiêu Khinh Vương khá là đắc ý, định khoe khoang trước mặt mọi người một phen. Nay so sánh tốc độ tu luyện với Lý Vân Tiêu thật đúng là không cách nào so. Tiêu Khinh Vương điên lên oán giận. Ngươi còn cho chúng ta đường sống không? Ngươi còn cho tất cả thiên tài trên đời sống không? Chết tiệt, tốc độ tu luyện của ngươi hỏi sao chúng ta sống? Ha ha ha, ha 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 ha. Lý Trường Phong hóa đá sau đó cười phá lên. Ha ha ha, không uổng là nhi tử của ta. Hoàn toàn xứng đáng, không uổng là nhi tử của ta. Ha 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 ha. Lý Thuần Dương dần hòa tan cơ mặt cứng ngắc lộ vẻ đắc ý, cười ngoác mang tai. Đám thiên tài rác rưởi trong Thiên Vũ Đại Lục có là gì? So với tôn tử của lão thì không là gì, ha 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 ha. Vui quá, vui chết bỏ. Tâm tình Lý Thuần Dương vui vẻ hỏi. Vân Tiêu, người định dùng bao lâu thăng lên Cửu Thiên Vũ Đế? Mọi người xỉu. Cửu Thiên Vũ Đế, đừng nói bọn họ ra từ Thiên Thủy Quốc.
dù là các quốc trong toàn Nam vực cũng không ai dám mơ. Tiêu Khinh Vương đang định mắng Lý Thuần Dương mơ mộng hão huyền, nhưng nhìn lại Lý Vân Tiêu, cảm nhận lực lượng vũ quân trên người hắn thì ngậm miệng lại. Tốc độ tu luyện như thế đừng nói thăng cấp vũ đế, dù trong vòng một năm tiến giai vũ đế thì bọn họ cũng tin. Trời ạ, đời bây giờ làm sao vậy? Chuyện gì thế này? Đám người não chết máy. Lý Thuần Dương hỏi làm Lý Vân Tiêu giật mình, hắn cười khổ trả lời. Cửu thiên vũ đế đâu dễ vậy? Lần này ta nhờ cơ duyên rất lớn mới có thể trực tiếp bước qua một đại cảnh giới, sau này không có chuyện tốt như vậy, phải đi từng bước một. Phù, ra là vậy, thì ra là nhờ có cơ duyên lớn. Mọi người thở phào, bình tĩnh lại đôi chút, tuy nhiên trong lòng bọn họ vẫn rất khó chấp nhận. Lý Vân Tiêu ngẫm nghĩ nói. Cố gắng đi, việc tu luyện không cưỡng cầu được, chỉ có thể từng bước một kiên trì khổ tu. Tranh thủ trong vòng 2-3 năm có thể trùng kích cửu thiên cảnh đi. Mọi người lần nữa tập thể té xỉu. Tiêu Khinh Vương cảm giác kiệt sức, bò lết đến góc tường, cụm đầu bôm bốp vào vách đá. Mấy người khác cũng bắt chước Tiêu Khinh Vương, tập thể đập đầu vào tường. Bà nội nó, Tiêu Khinh Vương đau khổ rên rỉ. Sau này ai dám ở trước mặt ta nói mình là thiên tài thì ta sẽ dí đầu tên đó vào ống cống. Lý Vân Tiêu không để ý mọi người phát cuồng, hắn vào sâu trong hang động, thanh âm vọng ra. Ta đi xem Mộng Bạch, đừng quấy rầy. Lý Vân Tiêu cảm nhận hơi thở của Mộng Bạch, tiến lên vài dặm, vào một hang động. Hang động bị ăn mòn rất dữ, khắp nơi toát ra mùi mục giữa nồng nặc, mùi hôi làm người ta buồn nôn. Mộng Bạch còn đang nằm mê mang chính giữa hang, quanh người sinh ra kén tơ màu trắng dày bao bọc gã lại. Mộng Bạch cuộn người trong cái kén, tơ không quá dày, có thể thấy rõ mặt mũi. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên, hắn vươn ngón tay đụng nhẹ kén tơ. Một rúm lửa xanh đốt tan các sợi tơ mỏng thành làn khói. Mũi Lý Vân Tiêu hít hà, nói. Quả nhiên là kịch độc sinh ra ngưng tụ thành kén, thiên địa độc thân không tệ. Lý Vân Tiêu kiểm tra trạng thái của Mộng Bạch, thấy không có gì khác lạ thì cười gian. Ta tăng tốc độ giúp ngươi, không biết máu của Tử Văn Cửu Anh giao cho ngươi ngủ say bao lâu. Lý Vân Tiêu lấy hai cái bình đỏ máu to lớn ra đổ hết vào cái kén. Rất nhanh sợi tơ trắng bị nhuộm thành màu đỏ, mùi gay mũi lan tỏa. Máu tiếp xúc với thân thể Mộng Bạch thì sôi trào, sủi bọt. Trong hang tràn ngập mùi kịch độc khiến người ngộp thở. Lý Vân Tiêu thì ung dung như không có gì, hắn đứng lặng giây lát sau đi ra ngoài. Lúc đi Lý Vân Tiêu tiện tay bày vài cấm chỉ chặn cửa hang, phòng ngừa có người đi vào. Trong giới thần bi, tất cả tài nguyên thiên địa mặc cho Lý Vân Tiêu điều động, hắn bày cấm chỉ trong này dù là cửu thiên vũ đế chưa chắc phá mở được. Lý Vân Tiêu ra khỏi giới thần bi, Đoạn Việt đang điều dưỡng bên ngoài. Hồng binh phái thuộc hạ cẩn thận bảo vệ Đoạn Việt, tránh cho người lạ quấy rầy. Phủ thành chủ Viêm Vũ Thành bắt đầu xây dựng, dựa theo yêu cầu của Lý Vân Tiêu cố gắng mở rộng thành trì. Trong một lúc khó thể làm xong. Chợt một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong thành trì, người đó cảm giác Lý Vân Tiêu nhìn thì ngạc nhiên xem lại. Biểu tình người đó kinh hoàng, khó tin nhìn Lý Vân Tiêu, đứng ngây như phỗng. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng. Vu Dung, người đến tìm ta có chuyện gì? Người này là Vu Dung đi theo Đinh Linh Nhi của Thiên Nguyên Thương Hội. Hung thủ giết Huỳnh Dương gia là Lý Vân Tiêu, thành chủ Viêm Vũ Thành. Tin tức này như cơn gió chớp mắt thổi khắp góc Viêm Vũ Thành. Lúc Đinh Linh Nhi nhận được tin này ngây người suốt một chén trà. Vu Dung càng không tin, lão sai thuộc hạ đi điều tra. Dò tới dò lui 3 lần, kết quả giống y như đúc, Vu Dung mới chết tâm tin sự thật này. Vu Dung đến là phụng mệnh của Đinh Linh Nhi mời Lý Vân Tiêu gặp mặt. Trước kia chỉ cần phái tiểu nhị đến mời là được, lần này kêu Vu Dung tự đi mời chứng tỏ Đinh Linh Nhi chú trọng Lý Vân Tiêu nhiều hơn trước. Đã lên đẳng cấp cao nhất. Nhưng khi Vu Dung thấy tu vi của Lý Vân Tiêu thì hoảng hốt, chân mềm nhũn. Đinh Linh Nhi mời ta gặp mặt. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Phủ thành chủ bỗng nhiên bị kẻ xấu phá hoại, xây dựng lại cần nhiều tiền, ta đang giàu. Dù Đinh Tiểu Thư không mời thì ta cũng định mặt dày tới cửa một chuyến. Vu Dung nghe xong suýt xỉu, tức giận nói. Đồ con sói đói ăn không biết no, ngươi lại định đi thương hội của ta lừa tiền. Lý Vân Tiêu nhìn Vu Dung chằm chằm, ánh mắt dần lạnh băng như mũi nhọn xuyên tim. Vu Dung sợ hãi thụt lùi, toát mồ hôi lạnh ròng ròng. Lòng Vu Dung vô cùng rung động,
dù tiểu tử này có thiên phú nghịch thiên tới đâu xông vào cảnh giới vũ quân cũng không thể chỉ một ánh mắt làm lão run sợ, lão là vũ tông bát tinh. Lý Vân Tiêu nhìn Vu Dung chằm chằm, lạnh lùng nói. Người đưa tiền cho ta là tiểu thư của các ngươi, không phải đồ ngu nhà ngươi. Ngươi không có tư cách nói linh tinh trước mặt lão tử. Còn nữa, nếu không tại ngươi ngu xuẩn thì tại sao lần trước Thiên Nguyên Thương Hội bị mất tiền gấp đôi? Nếu còn làm ta khó chịu thì kêu tiểu thư của các ngươi đến tìm ta. Ra bận, không rảnh tiếp khách. Lý Vân Tiêu xoay người đi ra ngoài, thái độ cao cao tại thượng làm Vu Dung ngây người. Vu Dung nhớ lời dặn của Đinh Linh Nhi trước khi đến đây, vội vàng mặt dày đuổi theo Lý Vân Tiêu. Vu Dung không thể không cúi đầu nói. Vân thiếu gia, ta đã sai. Tiểu thư của chúng ta có chuyện quan trọng cần tìm Vân thiếu gia bàn bạc, có ích rất lớn cho Vân thiếu gia. Xin Vân thiếu gia rời bước gặp mặt. Vu Dung khó khăn nói hết trọn câu, vẻ mặt xấu hổ và tức tối. Lý Vân Tiêu dừng bước liếc sang Vu Dung, hừ lạnh một tiếng. Vũ Tông bát tinh ở trong mắt ta chẳng là cái đinh gì. Nếu không phải nể mặt Đinh Linh Nhi, bằng vào khuôn mặt già nhà ngươi đừng mơ mời ta. Đinh Linh Nhi thông minh cả đời vì sao hồ đồ khiến đổ ngu đến mời ta. Lý Vân Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, thả ra thanh lang chiến xa bay hướng Thiên Nguyên Thương Hội. Vu Dung bị mắng thì rất tức, một vũ quân nhất tinh dám vuốt mặt không nể mũi trách mắng lão. Nếu không vì hiện tại Thiên Nguyên Thương Hội gặp khó khăn, dù có liều mạng Vu Dung cũng sẽ ra tay đánh Lý Vân Tiêu. Vu Dung sắc mặt âm trầm đi theo sau lưng Lý Vân Tiêu, đôi mắt tóe lửa. Rất nhanh đến phạm vi Thượng Dương Thành, chuyện Huỳnh Dương gia đã có kết quả, các đại thế lực thở phào rút về một đám thám tử. Khi Lý Vân Tiêu vào thành ít ra không có thần thức lợi hại quét qua. Thiên Nguyên Thương Hội bởi vì thế cục nên mối làm ăn dần chuyển rời đến biên giới Nam Vực. Tuy ở chỗ khác Thiên Nguyên Thương Hội cũng có mối làm ăn nhưng dần không chống đỡ nổi, bị thương hội khác đè đầu đánh, liên tục thua. Lý Vân Tiêu đến trước cửa, ngoái đầu nhìn Vu Dung lẳng lặng đi theo sau lưng mình. Lý Vân Tiêu mở miệng hỏi. Ngươi không phục phải không? Vu Dung lộ vẻ mặt tức giận, oán hận nói. Ngươi muốn gì, ta đã nhỏ nhẹ cúi đầu ngươi còn muốn sao? Giết người chẳng qua đầu rơi xuống đất. Lý Vân Tiêu cười khẩy nói. Lão già kia, đừng nghĩ mình cao quá. Từ lần đầu tiên gặp mặt thì ta đã không có ấn tượng tốt. Bởi vì lão không chỉ thực lực thấp, còn rất ngu. Hôm đó nếu lão chịu cho ta một nhân tình ít nhất có thể giúp thương hội các ngươi đỡ ra tài nguyên trăm vạn. Nhìn là biết, lão có thể đi theo bên cạnh Đinh Linh Nhi toàn nhờ vào lòng trung thành đến chết không thay đổi, đây xem như lão có chút ưu điểm. Vu Dung không nhịn được nữa, tức giận quát. Ngươi có tư cách gì nói ta? Hừ, ta ngu, ngươi nghĩ ngươi thông minh lắm sao? Hiện tại mọi người đều biết ngươi diệt Huỳnh Dương gia, ta thấy Viêm Vũ Thành không chống được bao lâu. Lý Vân Tiêu lộ vẻ mặt hết thuốc chữa. Hiện tại tâm tình của ta tốt nên mới nói nhiều vài câu với lão. Nếu đúng như lão nói thì Đinh Linh Nhi nên nhanh chóng cắt đứt quan hệ với ta mới đúng, tại sao lập tức mời ta tới cửa? Vu Dung kinh ngạc nói. Cái này. Vu Dung im lặng trầm ngâm. Lý Vân Tiêu nhìn Vu Dung như ngó tên ngốc. Lão nên rõ ràng thế cục của Thiên Nguyên Thương Hội hơn ta, Đinh Linh Nhi liên tục giúp đỡ ta vì nàng xem ta là cọng rơm cứu mạng. Lần này mời đến cửa bàn chuyện, ta đoán Đinh Linh Nhi thông qua chuyện Huỳnh Dương gia đã quyết định đặt cược hoàn toàn vào ta. Vu Dung con người co rút, vẻ mặt khó tin. Vu Dung không suy đoán được ý nghĩ của Đinh Linh Nhi, hàng loạt chuyện gần đây khiến lão rất khó hiểu. Hiện tại bị Lý Vân Tiêu vạch ra, Vu Dung hơi hiểu. Lý Vân Tiêu cười tủm tỉm. Một nha đầu nho nhỏ mà có ánh mắt, gan góc như vậy. Còn lão già khú đế nhưng ngu như heo. Lão tử đòi tiền các ngươi là xem trọng các ngươi, nếu bây giờ ta xoay người đi, sợ là dây sau Đinh Linh Nhi sẽ tự mình đến Viêm Vũ Thành của ta, mặc cho ta bài bố. Lão có tin không? Có tin không? Vu Dung ngẩn ngơ, mặc kệ lão có tin hay không thì chắc chắn không dám thử cho biết. Nếu đúng như Lý Vân Tiêu nói, có lẽ Đinh Linh Nhi thật sự đặt hết tiền cược vào thiếu niên bí ẩn này. Lý Vân Tiêu nói đúng. Vu Dung có được địa vị hôm nay hoàn toàn nhờ vào lòng trung thành không thay đổi, nằm trong nhóm người Đinh Linh Nhi tin tưởng nhất. Vu Dung còn là trưởng bối nhìn Đinh Linh Nhi từ nhỏ đến lớn, lão yêu thương nàng như nữ nhi của mình. Từ lúc Thiên Nguyên Thương Hội xảy ra chuyện đến nay Vu Dung nhìn Đinh Linh Nhi dần gầy gò thì lão rất đau lòng, chỉ trách năng lực của lão có han, không giúp được gì.
Lần trước đụng chạm Lý Vân Tiêu khiến tình hình càng rối ren, Vu Dung hối hận muốn chết, hận không thể nghiền hắn thành tro. Cho nên Vu Dung có thành kiến rất lớn với Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Ta cần thiên nguyên thương hội các ngươi nhưng đó chỉ là chút nguyên thạch, tiền tài. Mấy thứ này Vạn Bảo Lâu cũng có thể cho ta. Thiên nguyên thương hội cần ta là việc lớn sống còn. Cho đến nay không phải ta lợi dụng các ngươi mà là các ngươi chờ ta cứu mạng. Hy vọng lão hiểu rõ đạo lý này, ta không hy vọng sau này còn thấy lão lảng vãng gai mắt nữa. Không chừng hôm nay nào tâm tình của đại gia ta tệ, lão nói xem Đinh Linh Nhi sẽ làm sao. Vu Dung hoàn toàn ngây người, tim đập nhanh, trán toát mồ hôi lạnh ròng ròng. Nếu tại lão làm hỏng kế hoạch tiểu thư bài bố thì... Hiện tại thiên nguyên thương hội đã lao đao trong bão tố, Vu Dung không dám tưởng tượng hậu quả đó. Giọng Đinh Linh Nhi từ bên trong truyền ra. Vân thiếu gia nói đúng. Vu lão, sau này gặp Vân thiếu gia như thấy ta, không được có chút gì sơ sẩy. Một bóng dáng yêu kiều màu vàng nhạt xuất hiện trước cửa. Đinh Linh Nhi cười ngọt ngào. Vân thiếu gia là tài năng khoáng thế, vạn cổ khó tìm, chắc không để bụng chuyện nhỏ này bỏ mặc Linh Nhi một bên tự sinh tự diệt đúng không? Mắt Lý Vân Tiêu sáng lên, cười nói. Nụ cười của Linh Nhi tiểu thư có sức cảm nhiễm rất lớn, mọi khó chịu đều quét sạch. Giai nhân như thế không dám không theo. Hai người nhìn nhau cười, thân thiết như bằng hữu cũng nhiều năm chưa gặp. Lý Vân Tiêu cùng Đinh Linh Nhi cười nói đi vào trong. Vu Dung mặt xám xịt đứng ngây tại chỗ, lúc này lão mới hiểu bản thân ngu ngốc, lỗ mãng nhiều cỡ nào. Khiến Vu Dung khó chịu là lão làm sai nhưng lại để Đinh Linh Nhi giải quyết hậu quả thay. Vu Dung thoáng chốc già nua mấy chục tuổi, ủ rũ vô cùng. Trà thơm đồ ngọt nhanh chóng dâng lên. Đinh Linh Nhi hít nhẹ, tinh thần phấn khởi nói. Đây là trà băng cực phẩm được gia phụ cất chứa kỹ, hái từ sâu trong núi băng vạn năm không thay đổi ở Đông Vực. Bên dưới hàn băng cực độ, thời gian như ngừng lại, những lá trà này không biết sinh trưởng bao nhiêu vạn năm. Lại chỉ vừa nở ra hai mảnh lá non, tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm. Không biết có vừa miệng vàng của Vân thiếu gia không? Lý Vân Tiêu nhấp một ngụm, đúng là ngon miệng trơn mềm, rất thoải mái, bên trong trà chứa chút linh khí khiến toàn thân thoải mái thư giãn, tinh thần nâng cao. Mắt Lý Vân Tiêu lóe tia ngạc nhiên, rung động nói. Quả nhiên là trà tốt cực phẩm, trên đời hiếm có lá trà nào sánh bằng nó. Lý Vân Tiêu cười tủm tỉm. Nhưng mà... Lý Vân Tiêu hít hà không khí, hưởng thụ thở ra. Trà thơm, người càng thơm. Mặt Đinh Linh Nhi ửng hồng, tuy nàng quanh năm lăn lộn trong thương trường, gặp đủ loại người nhưng dù sao còn trẻ tuổi, da mặt mỏng xấu hổ. Không khí trong đại sảnh hơi mập mờ. Đinh Linh Nhi đánh trống lảng. Vân thiếu gia nói hiếm có lá trà nào sánh bằng làm tiểu muội tò mò. Theo muội được biết thì trà băng đã là hạng nhất trên đời. Gia phụ đam mê lá trà. Chưa từng nghe có tồn tại nào ngang ngửa với trà băng. Đinh Linh Nhi thật sự tò mò. Mặc dù thiên nguyên thương hội đã tụt dốc nhưng phụ thân của nàng truy cầu lá trà chưa từng qua loa. Trong thương mình có trà ngon nào là phụ thân nàng sẽ tìm một phần cho bằng được, nhưng không thể sánh bằng chân phẩm trà băng. Cái hộp đặt lá trà đã là hàn băng vạn năm, thiên cổ không thay đổi. Chỉ có cái hộp này mới giữ được phẩm chất, mùi thơm của trà. Lý Vân Tiêu đặt tách trà xuống, mỉm cười nói. Trong ấn tượng của ta chỉ có ba loại trà sánh băng với trà băng này. Lý Vân Tiêu thấy Đinh Linh Nhi lộ vẻ không tin, cười tủm tỉm nói. Trong Nguyệt Hồng Thành có một lão hoa huyết trà rất bí ẩn. Hình dạng như trăng non, màu đỏ rực tựa giọt máu, tỏa mùi máu tanh. Dùng cái bình vạn năm không khô dưới Hồng Nguyệt Thành đun trà thì nước như máu người, uống vào như cam lộ, thật là cực phẩm trong trà, đủ sánh băng loại trà băng này. Đinh Linh Nhi ngơ ngác nghe. Vẻ mặt sợ hãi nói. Trà như máu người, cái này làm sao uống, dù phẩm chất loại trà này cao đẳng thì Linh Nhi không dám ủng hộ. Lý Vân Tiêu cười cười, hắn chưa nói đặc điểm khủng bố của nó. Lá trà này phải dùng máu người tưới mới trưởng thành, máu của võ giả tu vi càng cao thì phẩm chất lá trà càng tốt. Lúc trước Lý Vân Tiêu không biết chuyện, hắn uống mấy ngày, sau khi biết thì nôn thốc nôn tháo, không còn dám uống nữa. Nhưng bàn về phẩm chất trà thì nó không thua gì trà băng. Loại trà thứ hai trong tiểu linh thiên lang hoàn tiên cảnh. Có một loại thanh trà được gọi là vạn cổ trường thanh, tồn tại mấy chục vạn năm, hút hết nguyên khí linh mạch trong lục hợp, bản thân nó là thiên tài địa bảo. Dùng nước thần hòa tan, có thể tăng lên tu vi,
tẩm bổ thân thể, hồn phách, là cực phẩm trong trà. Đinh Linh Nhi kinh ngạc kêu lên. Lang hoàn tiên cảnh, vạn cổ trường thanh. Đinh Linh Nhi hoảng sợ nói. Chẳng lẽ Vân Thiếu Gia từng đi lang hoàn tiên cảnh? Sao, sao có thể? Lý Vân Tiêu cười nói. Ta chỉ nghe nói. Đinh Linh Nhi nghi ngờ nhìn Lý Vân Tiêu, vẻ mặt hồi ức đó đâu giống chỉ nghe nói. Nhưng bảo Lý Vân Tiêu từng đi lang hoàn tiên cảnh thì Đinh Linh Nhi không tin. Trong lòng Đinh Linh Nhi lấy làm lạ, Lý Vân Tiêu nói huyết trà của Hồng Nguyệt Thành không phải thứ người bình thường có thể tiếp xúc, dù là phụ thân nàng đam mê lá trà cũng chưa từng nói đến. Đinh Linh Nhi kiềm nén lòng thắc mắc, hỏi tiếp. Còn loại trà khác thì sao? Vân Thiếu Gia để dành đến cuối cùng, chẳng lẽ phẩm chất của nó hơn cả vạn cổ trường thanh? Ánh mắt Lý Vân Tiêu nghiêm túc, do dự một lúc cuối cùng nói. Loại trà cuối cùng không tồn tại trong Thiên Vũ Đại Lục. Đinh Linh Nhi kinh ngạc hỏi. Không tồn tại trong Thiên Vũ Đại Lục. Đinh Linh Nhi buột miệng. Hay nó ở trong hải vực vạn dặm, tử hải to lớn, rộng hơn Thiên Vũ Đại Lục rất nhiều, có thể thịnh sản ra một, hai loại lá trà cực phẩm thì cũng không lạ. Lý Vân Tiêu cười nói. Ta không biết trong tử hải có lá trà cực phẩm hay không, nhưng loại trà thứ ba ta nói không đến từ tử hải mà là vực ngoại tinh không. Trên trời, trong cửu thiên, tụ tập lực lượng trời trăng sao sinh ra, không biết tồn tại bao nhiêu năm, xung quanh toàn là hư không loạn lưu, muốn hái nó vô cùng khó khăn. Trên Thiên Vũ Đại Lục chỉ có Thánh Vực Thần Đô mới có tinh không cổ trà. Đinh Linh Nhi ngẩn ngơ. Tinh không cổ trà. Đinh Linh Nhi nhỏ giọng nói. Huyết trà Hồng Nguyệt, vạn cổ trường thanh, tinh không cổ trà. Gia phụ chưa từng nói đến những thứ này. Thế gian nếu có kỳ vật như thế chỉ hận không thể hái một ít đưa đến trước mặt phụ thân, cho phụ thân nhấm nháp để báo hiếu. Mới đầu Đinh Linh Nhi nghe đến huyết trà thì nửa tin nửa ngờ, cho rằng Lý Vân Tiêu nói bậy bạ. Nhưng càng nghe, tuy ly kỳ hơn, Đinh Linh Nhi cũng tin tưởng Lý Vân Tiêu, thậm chí ngưỡng mộ. Phụ thân nàng yêu trà như mạng, nếu có thể nhấm nháp ba loại trà ngon tuyệt thế trần gian thì tốt biết mấy. Lý Vân Tiêu nói, lòng hiếu thảo của Linh Nhi tiểu thư đáng khen. Tương lai chắc chắn sẽ thực hiện được nguyện vọng này. Mắt Đinh Linh Nhi sáng long lanh liếc Lý Vân Tiêu, nàng càng cảm thấy hắn bí ẩn siêu phàm. Không nói cái khác, chỉ tính tốc độ tu luyện đã là vang dội xưa nay chưa từng thấy. Lúc trước Đinh Linh Nhi cứ tưởng Lý Vân Tiêu dùng bí pháp, dược vật nào đó tăng cao cảnh giới, để lại tai hạo ngầm lớn. Nhưng Đinh Linh Nhi quan sát kỹ, ý cảnh tứ tượng phát ra quanh thân Lý Vân Tiêu còn thâm ảo hơn nàng lĩnh ngộ, thế là không còn nghi ngờ gì. Đinh Linh Nhi càng kiên quyết thực hành kế hoạch trong lòng. Nghe lời quân nói mới biết mình ếch ngồi đáy giếng. Vân Thiếu Gia kiến thức rộng khiến Linh Nhi khâm phục, lần này mời Vân Thiếu Gia đến vì có chuyện quan trọng cần bàn. Cuối cùng bắt đầu vào vấn đề chính, Lý Vân Tiêu nhấm nháp trà, làm bộ dáng lắng nghe. Đinh Linh Nhi cười khổ, thiếu niên chưa trưởng thành nhưng sao khôn ngoan hơn cả cáo già sống trăm tuổi, hắn thật là cao sâu khó dò. Nếu Vân Thiếu Gia biết đến lang hoàn tiên cảnh vậy chắc cũng biết trong Nam Vực Thiên Vũ Đại Lục có một nơi đủ sánh ngang với lang hoàn tiên cảnh. Vân Thiếu Gia có từng nghe về nơi đó không? Lý Vân Tiêu mặt không biểu tình chậm rãi đặt tách trà xuống, gần từng chữ. Linh Nhi tiểu thư đang nói đến, Tu Di Sơn. Mắt Đinh Linh Nhi lóe tia sáng nói. Đúng vậy, là Tu Di Sơn. Đinh Linh Nhi bí hiểm nhìn Lý Vân Tiêu. Nếu Vân Thiếu Gia biết đến lang hoàn tiên cảnh thì chắc không lạ gì Tu Di Sơn. Lý Vân Tiêu hơi biến sắc mặt, hắn uống liên tục mấy hớp trà băng, tinh thần trở nên phấn khởi. Lý Vân Tiêu chậm rãi nói. Một trong năm tiên cảnh thiên vũ giới, truyền rằng ngưng tụ tinh hoa một giới, tụ tập tất cả linh khí sinh ra Tu Di Sơn. Đó là mảnh đất tiên cảnh mà tất cả người võ đạo khao khát. Đinh Linh Nhi kinh ngạc hỏi. À... Vân Thiếu Gia cũng cho rằng Tu Di Sơn tự động hình thành. Lý Vân Tiêu nhìn Đinh Linh Nhi, hắn đứng dậy đi tới đi lui trong đại sảnh, nói. Nếu bảo do người thượng cổ sáng tạo ra Tu Di Sơn thì ta không tin, nhưng bên trong đúng là có nhiều dấu chân nhân loại. Ta nghi ngờ cái gọi là năm tiên cảnh chẳng qua là năm môn phái thời thượng cổ, chỉ vì thời gian trôi qua dần diệt vong. Năm không gian chuyển động trong hư không, cuối cùng dần ổn định hình thành cái gọi là năm tiên cảnh. Vẻ mặt Đinh Linh Nhi khâm phục nhẹ nhàng nói. Vân Thiếu Gia đúng là kiến thức rộng người bình thường khó với tới, e rằng trong Nam vực hiếm ai có được suy nghĩ này. Năm trước Linh Nhi từng cùng phụ thân tham gia hội nghị cao tầng thương minh,
nghe mọi người thảo luận về năm tiên cảnh, kết quả giống y như quan điểm của Vân Thiếu Gia. Lý Vân Tiêu mỉm cười không nói, đây đã là nhận thức chung của các siêu thế lực Thiên Vũ Đại Lục đối với tiên cảnh, không phải bí mật gì. Đinh Linh Nhi chậm rãi nói, Vân Thiếu Gia có biết sắp đến lúc Tu Di Sơn mở ra không? Cái gì? Lý Vân Tiêu dùng mình, mắt bắn ra tia sáng chói lòa, không biết là kích động hay kinh sợ. Lý Vân Tiêu hét thanh, Tu Di Sơn sắp mở ra, tình báo có thật không? Đinh Linh Nhi bỗng thấy rất đắc ý, từ khi quen tên này thì nàng chưa từng thấy hắn giật mình như vậy, đây là lần đầu tiên. Đinh Linh Nhi có cảm giác rất là tự hào. Không ai lần mò được quy luật thời gian năm tiên cảnh nhầm ở ra, nhưng trước khi nó mở sẽ có dấu hiệu nhất định. Ba nước Nam vực không bỏ qua thời cơ mỗi lần tiên cảnh mở ra, mời người luyện chế một bộ hỗn thiên nghi chuyên môn giám sát tình hình không gian Nam vực. Dựa theo kết quả ba đế quốc cùng giám sát thì chậm nhất 3 tháng, nhanh nhất 1 tháng Tu Di Sơn sẽ mở ra. Vùng đất Tu Di Sơn mở ra rất có thể là trong Hỏa Ô đế quốc. Lý Vân Tiêu lộ vẻ mặt khó tin nói. Tu Di Sơn sắp giáng lâm, thật khó tin, e rằng Nguyên Thiên Vũ Đại Lục đều sẽ chấn động. Đinh Linh Nhi nhẹ gật đầu, khẽ thở dài. Đúng vậy, hiện tại tin tức sớm đã truyền khắp Đại Lục, siêu thế lực ở ba vực khác chen chúc nhau muốn chia một chén canh. Tương truyền trong năm tiên cảnh có thiên tài địa bảo nhiều không đếm xuể, có linh khí như thực chất, có thần binh lợi khí truyền lại từ thượng cổ, các loại công pháp nghịch thiên. Mỗi lần tiên cảnh mở sẽ tạo nên một đám nhân vật tuyệt thế. Hiện tại những cường giả nổi tiếng trên đại lục đều đã trải qua các loại tiên cảnh, được nhiều ích lợi từ nó. Lý Vân Tiêu rất đồng ý điều này. Bí pháp đồng thuật của Lý Vân Tiêu có từ lang hoàn tiên cảnh. Nếu không có cơ duyên này thì đã không đủ sức xếp hạng 3 trên thiên địa phong vân bảng. Thánh vực ban luật thép, mảnh đất tiên cảnh giáng lâm không cho phép thế lực ba vực khác nhúng tay vào. Đây là sự bảo vệ rất lớn cho Nam vực, nếu không thì các môn phái trong Nam vực đừng mong giành được một danh ngạch nào. Đinh Linh Nhi nhìn Lý Vân Tiêu ngẩn người, nàng hỏi. Vân Thiếu Gia có cái nhìn gì về tin tức này? Lý Vân Tiêu lấy lại tinh thần, mặt hớn hở cười nói. Nếu Tu Di Sơn mở ra thì người Nam vực như chúng ta đương nhiên phải chia một chén canh. Ta đã thấy là tại sao đám thế gia Hỏa Ô đế quốc khoan dung với Viêm Vũ Thành như vậy, thì ra vì Tu Di Sơn sắp mở ra, bọn họ không muốn gây sự. Ha ha ha, nếu sớm biết ta đã thoải mái hành động không kiêng dè. Đinh Linh Nhi mặt đen, xấu hổ nói. Vân Thiếu Gia đã làm Huỳnh Dương Gia Thành cho còn bảo đó là kiêng dè bó tay chân. Nếu làm quá đáng thì những người trong cung phụng viện sẽ bất chấp hậu quả tìm đến tiêu diệt Vân Thiếu Gia. Tâm tình Lý Vân Tiêu siêu tốt nói. Linh Nhi muội muội chắc sẽ không cố ý kêu ta đến chỉ vì thông báo tin tức. Đinh Linh Nhi cười nói. Đây chỉ là đề tài bắt đầu. Vân Thiếu Gia nên biết mỗi tiên cảnh có cấm chế kỳ lạ khác nhau. Tu Di Sơn hạn chế mạnh tuổi võ giả, vượt qua 50 tuổi, dù chỉ một ngày thì không được vào Tu Di Sơn. Cho nên trong năm tiên cảnh, Tu Di Sơn có sức hấp dẫn nhỏ nhất. Nếu không dù có luật thép của thánh vực thì các siêu đại thế lực cũng bất chấp mọi cái giá cưỡng ép xông vào. Ánh mắt Đinh Linh Nhi nghiêm túc nói. Tức là chỉ người trẻ tuổi được vào Tu Di Sơn, hạn chế 50 tuổi, hơn nữa trong Nam vực những thiên tài trong các môn phái lớn đa số tu luyện đến võ vương hoặc đẳng cấp vũ tông, xác suất cường giả vũ hoàng rất thấp. Thiên Nguyên Thương Hội ta có thể kiếm được 2 danh ngạch. Khi đó Linh Nhi hy vọng Vân Thiếu Gia và Linh Nhi sẽ cùng đi vào. Không phải môn phái Nam vực mà kiếm được 2 danh ngạch vào Tu Di Sơn, chắc chắn cần thủ đoạn to lớn. Lý Vân Tiêu kinh ngạc hỏi. Danh ngạch, Tu Di Sơn hạn chế tuổi người vào trong nhưng chắc không hạn chế số người. Ninh Linh Nhi ngây người, khó tin nhìn Lý Vân Tiêu. Thấy bộ dáng ngạc nhiên của Lý Vân Tiêu thì Đinh Linh Nhi bật cười nói. Vân Thiếu Gia thông minh tuyệt đỉnh. Hiểu biết một số chuyện cực kỳ bí mật trong đại lục nhưng không biết quy định của Nam vực. Linh Nhi rất tò mò Vân Thiếu Gia thật sự là người của Nam vực sao? Lý Vân Tiêu cười tủm tỉm nói. Ta không tin Linh Nhi tiểu thư chưa từng điều tra thân thế của ta, bảo đảm thật 100% người Lý Gia Thiên Thủy Quốc. Xin Linh Nhi tiểu thư giải thích về hạn chế danh ngạch. Ninh Linh Nhi cười khẽ, trong lòng vô cùng khó hiểu. Ninh Linh Nhi đã điều tra cả chục lần lai lịch của Lý Vân Tiêu. Xác định an toàn 100%. Nhưng không có vấn đề mới là điểm lạ nhất. Đinh Linh Nhi gạt bỏ thắc mắc trong lòng, mở miệng nói.
Tu Di Sơn tuy không cấm số người nhưng trong các môn phái Nam Vực có đủ loại hiệp ước để phòng ngừa một số môn phái dựa vào tài nguyên Tu Di Sơn đột nhiên lớn mạnh. Quy định cho phép số người vào Tu Di Sơn cũng vì giữ ổn định cách cục thế lực hiện tại. Ba thế lực dẫn đầu là Tụ Thiên Tông của Hỏa Ô Đế Quốc, Thiên Hạc Các của Thiên Hương Đế Quốc, Tử Thần Giáo của Mộc Húc Đế Quốc. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Hèn gì tổng thể thực lực của Nam Vực rất tệ trong võ giới. Có tài nguyên to lớn nhưng không biết mở rộng mà giấu giếm, nếu không có luật thép của Thánh Vực thì miếng bánh ngọt này đã bị ăn mất. Đinh Linh Nhi khẽ thở dài. Đúng vậy, nhưng đổi lại lãnh tụ môn phái nào trong Nam Vực đều không mong thấy môn phái khác tiến bộ. Nên người ba môn phái đại biểu ba đế quốc thảo luận số người mỗi lần vào tiên cảnh, ba nước ngang hàng. Sau này từ nội bộ ba đế quốc chia với nhau. Lý Vân Tiêu nói. Như vậy xem như công bằng. Nhưng tranh giành trong một nước sẽ rất dữ dội. Không biết lần này danh ngạch cho mỗi nước vào Tu Di Sơn là bao nhiêu? Đinh Linh Nhi trả lời. Theo tin tức đáng tin cậy thì tổng số của mỗi nước là 3.000 người. Nếu là nước nào có Tu Di Sơn giáng lâm thì thêm 1.000 người nữa, điều này đã được quy định từ trước. Xác suất Tu Di Sơn giáng xuống Hỏa Ô Đế Quốc rất lớn, nên Hỏa Ô Đế Quốc có khoảng 4.000 danh ngạch. Lý Vân Tiêu nhíu mày nói. Mới chỉ là 1 vạn người. Nam Vực lớn như vậy, môn phái đầy rẫy, tranh giành kịch liệt biết bao. Danh ngạch trong một nước làm sao phân chia, chắc không phải do một mình Tụ Thiên Tông quyết định đi. Đinh Linh Nhi cười nói. Đương nhiên không phải, nếu không làm sao phục chúng. Danh ngạch trong một nước từ cường giả đẳng cấp Vũ Hoàng trở lên cùng nhau quyết định. Nếu trong môn phái nào có Vũ Hoàng thì có thể tranh thêm vài danh ngạch. Tim Lý Vân Tiêu rất cái bịch, hỏi. Nếu không có Vũ Hoàng chẳng lẽ không có một chút hy vọng nào sao? Đinh Linh Nhi đáp. Cũng không phải, nhưng những Vũ Hoàng cướp hết 90% danh ngạch, 5% để bồi dưỡng người trẻ tuổi có tiềm lực trong nước. Hỏa Ô Đế Quốc sắp tổ chức địa hội tỷ võ, theo tuổi chia 3 tổ tỷ thí. Qua cách này lựa chọn người trẻ tuổi có cơ tiềm lực lớn nhất, tiếp đó ban cho danh ngạch. Còn lại 5% sẽ vào hội đấu giá. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 18.